Nay nhìn dâu cưng xỉu, trời ơi cưng không, trời ơi người đẹp như lụa mà lụa và cưng lên người dâu mới cưng được á. Dâu cưng là nhờ lụa á. Cái áo này mà cái quần này mặc cái quần thun áo thun nó sẽ đẹp hơn nè, nhưng mà do bữa nay thích mặc áo kiểu, mà thích mặc áo kiểu với quần jean mới chịu, chứ còn nếu như mà phối áo kiểu này với lại chân váy hoặc quần tây quần sọt rồi quần jean này phối với lại sơ mi trắng hoặc là áo thun thì nó sẽ ổn hơn. Nhưng mà bữa nay thích vậy. Vậy mà nhìn cũng còn được khen cưng. Hello cả nhà mình nha, hẹn 10:30 mà giờ gần 2 giờ rồi mới gần gần bớt việc. Chưa mua được cái lược luôn á, trời đất ơi, nhà ba mẹ con ba cái lược mà chạy đầu sống dục đi đâu giờ chưa mua được cái lược nào. Mọi người chấm bài giùm em nha. Đơn của Kim Xuyến chị dâu đi rồi, hello Minh Nguyệt. Đơn Kim Xuyến chị dâu đi rồi nha. Áo thun nam, thun nữ. Mọi người chấm bài lên giúp dâu nha mấy chị ơi. Chắc do hôm nay sơn sơn màu son môi màu đậm. Mấy hôm son môi màu dạng tông trong đỏ đỏ nâu nâu á, bữa nay sơn tông màu cam luôn á, cam sáng luôn. Hello chị Đinh Huế. Mọi người chấm bài giùm dâu nha. Lên áo nam nha mọi người. Áo nam hay áo kiểu đây, giờ này mấy anh chim săn áo nam giờ này là đi làm rồi nè. Mấy anh chim săn áo nam giờ này bận đi làm rồi nè. Em còn ít là áo nam còn có mấy chục cái à. Áo nam còn ít. Mọi người share livestream giùm em nha.
Áo nam hãng nó bán 200-300 tệ á, tiền Việt mua cũng 700-800 ngàn rồi, mà hàng này ở ngoài cũng bán 200-300 không. Nếu bạn có áo nam đi dâu, dạ mọi người chấm like lên giùm em nha, chấm like say like lên giúp dâu. Bữa nay cái quần này là mặc với lại áo thun, áo sơ mi trắng, sơ mi đen, nói chung là áo đơn giản, áo thun, áo sơ mi đồ đẹp nè, áo nè. Do bữa nay đang ưng mặc áo kiểu, mặc cái kiểu này mà lười kiếm kiếm quần, kiếm chân váy khác, nó mặc quần jean này luôn. Rồi áo nam mọi người chấm bài lên giùm em nha. Áo nam thì có áo cổ tròn và áo cổ, áo có cổ. Mọi người chấm bài lên giùm dâu nha. Còn một hai đốm nữa là hết. Quần chị bao nhiêu ạ? À? Dạng gì để chị thích quá, đẹp lắm, quần rất là đẹp nha. Quần dâu mặc xinh jean dạng ôm hả dâu? Dạ đúng rồi, quần em đang mặc là dạng ôm rất là đẹp chị ơi. Quần em mặc gần hết rồi. Hôm qua với hôm nay bán không biết bao nhiêu ri luôn á, bán rất rất là nhiều. Quần dâu đang mang qua đây bán nhiều dữ lắm. Lưng cao dạng ôm đẹp nha, quần siêu đẹp luôn, 185 ngàn. Chị lấy áo cổ đi, mọi người chấm like say like lên giùm dâu nha. Quần của dâu đang mang có giá là 165 ngàn thôi cả nhà. Ủa 175 ngàn. Quần của dâu đang mang có giá là 165, 165 sorry mẹ chị, 165. Siêu đẹp. Ok nha, lên áo nam liền. Cái này là mọi người hỏi dâu quần jean thì dâu lên luôn, lên áo nam nha. Hình như hôm bữa Ngọc Phúc là có hai cái quần jean ống loe phải không em? Một cái màu xanh lợt với lại một cái màu đen phải không? Em của em là hai cái quần jean ống loe đúng không gái? Phải không bé Ngọc Phúc ha? Đây nha, dâu có đủ size SML nha mấy chị. Có đủ size SML, hello An Nhiên. Xinh chưa? Đây dâu đang mặc đây. Đủ size SML giùm dâu nha. Đủ size SML giúp em nha cả nhà mình. Siêu đẹp. Một cái xanh thôi hả? Vậy ai cái đen ta? À hình như con bé Thanh Tuyền hay ai bữa đó. Chị dâu chưa đi đơn em á, có gì lựa thêm gì rồi đi đơn sau nha. Đây nha cả nhà mình ơi, quần jean dâu đang mang là 165 ngàn nha, form đó là form ôm. Quần này là bao hắc chân luôn á, dài, nó không có bị ngắn, nó không có bị ngắn trên mắt cá đâu. Nói chung là nó không có bị ngắn ngắn chỉnh tất đâu nha, chị nào mà chân dài nó cũng không có bị chân thành kiểu chỉnh tất đâu, lưng cao nữa. Lưng cao nha. Đây quần này là 165 ngàn giúp em. Siêu đẹp. 165 nha. 165 rồi, để em lên áo thun. Tại vì chiều nay chưa thấy view nè. Size M bao nhiêu kỹ mặc vừa? Size M em mặc chắc size M. Không, Minh Nguyệt cao bao nhiêu vậy? Size M là tầm khoảng cỡ 48 cân tới khoảng 51 52 cân. 48 tới khoảng 50 51 52 cân gì đó. Còn khoảng 45 46 cân đổ về mặc size S thôi em ơi. 45 46 cân quần cưng dị dâu. Quần đẹp lắm. Quần 165 ngàn nha. Do dâu đang mặc áo kiểu nha, tự nhiên bữa nay thích mặc cái kiểu này mà lại thích mặc cái quần jean này nên là mặc phối đại á. Chứ còn bình thường mà phối thì sẽ phối khác hơn. 1m50, 1m50 mà em size size mấy? À, em bao nhiêu ký? 1m50 46 cân là phải mặc qua size M hoặc L đó. Nếu mà mông bự là phải mặc qua size L nha, mông mà khoảng cỡ 94 95 là phải mặc qua size L đó. Còn mông tầm khoảng cỡ 90 eo 80, chỉ ở eo 80 mặc size L nha. Đơn hôm qua đi rồi, em hối chị dâu đi, chị dâu chị đi lẹ cho em rồi. Lẹ cho em cạo cạo chị mặc luôn nha chị. À em đã em chốt quần jean chị dâu mặc hả? Biết sao không? Như hồi sáng trả lời em cái dâu không có đọc lại, bận quá trời á, em lấy quần này đúng không bé? Mộc Lan là lấy quần jean này đúng không? Siêu đẹp nha, quần cưng lắm. Áo dâu đang mặc có 79 ngàn à, bán tặng mọi người áo 79 ngàn đó. Áo dâu đang mặc bán tặng mấy chị nè. Em đăng hình sao, mẫu mặc sao thì dâu bán hàng y chang như vậy nha mấy chị nha. Đăng hình như thế nào rồi mẫu mặc lên form như thế nào là dâu like hàng y chang như vậy nha mấy chị. Ở ngoài bán quần 200 mấy rồi, dâu bán 165 nha mấy chị nha. Màu chất form chuẩn ảnh. Màu chất form chuẩn. Áo dâu đang mặc có nhiều màu nha, vàng nè, hồng nè, xanh đen nè, rêu nè. Màu đen này hết. Áo dâu đang mặc có 5-6 màu lận luôn.
bạn tặng mấy chị 79.000 nè. Áo bánh bèo vải đẹp nè. Hello Nguyễn Dung. Áo vô đang mặc. Lấy em một quần size L, ok Minh Nguyệt nha. Gửi hàng cho chị rồi chị yêu ơi. Áo vô đang mặc có nhiều màu nha. Chị nào lấy thì comment giùm em chuyển khoản rồi nhé. Ok, cảm ơn em. Áo 79.000 nặng quá trời là nặng. Áo 79.000 siêu nặng luôn cả nhà. Quần size L dạ ok chị Thiết nha. Ok chị Thiết lấy quần size L. Bây giờ lên Hằng Vũ ơi, bây giờ lên đồ nam này cả nhà, chấm like share like lên nha. Ủa vô mặt đẹp lắm mày chị ơi. Đẹp xỉu luôn á. Form ôm nha, form này form ôm. Eo trên này khoảng cỡ 70-80 á. Form ôm nha. Rồi em lên áo nam nha cả nhà, mình chấm bài lên giùm em. Chấm like share like lên giùm dâu nha. Hàng không nhanh tay là hết. Nam có cổ đây nè, lên nam có cổ, lên đồ bộ đi dâu. Bữa nay hay kêu em lên đồ bộ chả thấy bụng đâu luôn. Bụng sao? Eo vô bữa nay còn có 62 à. Trời ơi, giờ lại vô khen eo nữa là phải bán thải mỡ đó. Lên thạch giảm cân. À lên thạch thải eo đó nha. Eo vô bữa nay đây. Để đi lấy cái thước. Eo bữa nay còn có 62 à. Cả nhà mình ăn thạch 3 tuần mà xuống còn có 6 mấy à. Eo không có kia gì. Để vô đây đảo nam nha. Rồi, hello em coi áo trắng với hồng phía sau, ok. Áo này 149.000 vô còn 2 cái nha, hello Hồng Phượng. Áo ngọc cái con này em bán lụm giá cho mấy chị á. Rồi, lỡ rồi còn đúng 2 cái bán 149.000 luôn nha, em còn đúng 2 cái là hết hàng. Còn đúng 2 cái là hết nha, cả nhà mình áo Quảng Châu cao cấp. Đó, quần jean này mà vô mặc với áo trắng này là bao đẹp luôn á. Quần jean vô đang mặc tạ, tự nhiên bữa nay vô thích cái mẫu này. Vô thích cái mẫu này quá, tại vì nó có mấy màu rất là lạ. Là vô mặc á, chứ còn quần màu xanh nó rất hợp với áo màu trắng. Mấy chị nha, cứ quần jean màu xanh là nó cực hợp với áo màu trắng. Em chị nhìn em nhìn nó, nữ tính cho nhìn nó công nhận dịu dàng dễ sợ luôn. Áo nam tầm 60 tuổi mặc không có nha em nha. Rồi, chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Trắng. Trắng đó, 149 vô còn cái cuối cùng nha. Để chuẩn bị lên áo nam cho cả nhà nè. Áo có cổ. Mẫu phía sau của nó đây nè gái. Mẫu phía sau bán tặng mấy chị quần jean xanh đen không chị, dâu không có rồi. Mẫu phía sau là dâu có màu nha. Chị xem quần em mặc nào, dạ ok chị nha. Quần dâu đang mặc là quần dài chứ. Quần dâu đang mặc đây quần dài. Lưng cao 165.000 cả nhà ơi. Đẹp lắm, đẹp xỉu luôn. Ôi áo màu vàng mà còn nhìn đẹp. Đây để em lên áo nam nha mấy chị, chờ xỉu đây. Quần dâu đang mặc đây. Đang đau cái giò quá, đang đau cái chân, cái đau đây lưng ghê luôn á. Dâu bị khớp á. Kiểu như là vậy á. Nha, quần 2 cúc nha. 165.000 form rất là đẹp chị ơi. Em có đăng bài á cả nhà. Chất với form lên y chang như mẫu mặc giùm em nha. Chất với form với màu sắc y chang như hình mẫu mặc luôn cả nhà ha. 100% y chang như hình mẫu mặc. Đây, 165.000 giúp dâu nha. 165, chị nào lấy quần thì comment mã quần giùm dâu. Quần jean dâu mặc 165.000. Quần jean dâu mặc 165.000. Chị nào lấy thì comment ha. Rồi áo này nè bé Huỳnh, áo bèo dâu có trắng hồng vàng nha. Trắng hồng vàng rút.
Áo này có trắng hồng vàng rút này, vải đẹp này, bán tặng 79 ngàn. Xinh lắm nha. Bữa nay toàn áo kiểu dạng như vậy không á. Ai hỏi mẫu nào cứ hỏi nha, vô lên, còn để vô lên áo nam. Đây, hàng cúc nó xịn sò luôn. Hàng cúc đẹp luôn nha. 79 ngàn mọi người thấy rẻ không? Không có chỗ nào không có size chị yêu ơi. Lấy em quần size L nha chị, bụng em bự mặc được không? Nói chung là size L eo khoảng cỡ 75 76 đổ lên một chút xíu nha. Eo khoảng 73 đổ về mọi người mặc size M nha. Eo 72 73 đổ về 70 đổ lên, 72 73 đổ về mọi người mặc size M. Eo khoảng cỡ 68 đổ lại thì mọi người mặc size S nha. Còn 68 đổ lên tới khoảng 72 73 mọi người mặc size M. Size L thì tầm eo 72 đổ lên tới khoảng eo 76 77 gì đó. Tại vì lưng nó cao mà nó tính eo ở phần trên đây, trên rốn mình, chứ nó không có tính eo ở phần ngay rốn. Phần ngay rốn thì nó sẽ bự hơn. Rồi con này vô cả màu đây nè gái yêu ơi. Nha, con này vô cả màu này, vải nặng lắm, xịn sò. Vải rất là đẹp luôn á. Có màu nha, vô cả hồng trắng, hồng trắng vàng. Hồng trắng vàng với lại màu màu hồng ruốc nha. Bạn con này 79 ngàn. 79 ngàn nha, chị nào lấy thì comment giúp em. Rồi, vô khui áo nam. Mọi người chấm like lên nha. Áo nam, áo nam. Hôm qua em gửi quần cho chị size S chị ơi. Của chị là quần suông mà, đâu phải là quần ôm đâu. Của chị là đặt là mẫu quần suông mà. Em chẳng ok Mộc Lan. Của chị dặn em là cái mẫu quần suông nha. Chị đổi lấy em quần size M được không? Được, Minh Nguyệt ơi, được nha. Áo dễ thương lắm luôn á, 79 ngàn. Có màu nha, hồng nè, vàng này, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp cả nhà mình ơi. Quan trọng là cái vải nó xịn sò quá trời. Em bán tặng cho mọi người có 79 ngàn á. Quan trọng là cái vải nó đẹp nha. Kiểu dễ thương xinh, bán cho mọi người có 79 ngàn. Rồi, áo này ra ngoài mua 150, 160 rồi. Rẻ cũng 120. 79 nha. Để lên áo nam mấy chị, lên áo nam ha. Để cho Minh Nguyệt size M. Rồi dâu khui áo nam. Đau lưng quá sao tự nhiên ngồi đây đau lưng ta. Áo nam có cổ nha mấy chị nha. Áo nam có cổ hàng nội địa nha. Một năm là chị sale về Việt Nam một lần thôi. Một năm nha mọi người nha. Một năm là chị sale về Việt Nam đúng một lần cái lô áo này. Ok la chưa. Rồi nó sẽ lộn xộn nha. Em tắt cho khách xong rồi em còn lộn xộn. Lộn xộn mẫu, lộn xộn size nha mấy chị nha. Nè, đẹp nhất nắp. Cho dâu con này là size con này là size 60 tới 70 kg. Con này là size 60 tới 70 kg nha. Trời ơi đẹp quá à. Nó kiểu như là nó là size XL cộng á mọi người nha. Nó là size XL cộng á, tương đương với khoảng cỡ anh nào mà lùng thì 60 kg, còn không là khoảng cỡ 65 70 kg mới mặc được nha. 65 70 kg mới mặc được chứ còn 60 kg vẫn mặc hơi rộng á mọi người nha. Anh nào mà cao, anh nào mà cao khoảng cỡ 1m75 độ lên mà khoảng cỡ 70kg, 75kg mặc ok nha mọi người nha. Đây, con này tính ra con này là từ 65 cân tới 75 cân thì mặc đẹp, chứ 60 cân thì mặc nó rộng. Nó hơi rộng tí mà nó dài nữa. Anh nào mà 65 cân tới 75 cân thì mặc đẹp nha. Trên dưới 70kg mặc mã này cho dâu. Trên dưới 70kg nha cả nhà. Con này tương đương với size 2X á, XL cộng nó 2X á. Có dài tay không chị? Dài tay có. Cổ dài tay có nha, chờ tí dâu lên. Rồi mã này là mã đỏ nha, màu đỏ đô nha mấy chị ơi. Trời ơi, hàng thêu hết á, hàng rất là xịn nha. Rồi con này mở bát đầu like bán con này cho mọi người 99 ngàn gần Tết rồi. 55kg cao 1m7 mặc size nào? Dâu bộ em mã size L nha. 55kg 1m7 mặc size L, ok thiên lý nè. Đó, con này mở bát đầu like cho nó suôn sẻ. Đẹp gái mở hàng cho chị dâu luôn. Rồi 99 ngàn mã này nha, còn lại là áo cổ là đỏ đô em hết nha mấy chị ơi. Mọi người nghe rõ giùm dâu nha. Nghe rõ giùm em một xíu nha mấy chị. Nghe rõ size giùm em một cái nha. Đẹp không? Áo cổ mà 99 ngàn không có chỗ nào bán luôn á. Cam kết mấy chị luôn. Nha mọi người nghe kỹ giùm dạo đẹp lắm. Rồi con này cái dạo chỗ em nói là cái chất này đỉnh lắm á. Mấy chị ra ngoài mua 160-170 là hàng Việt Nam thôi. 160-170 là nó thung thời hàng Việt Nam thôi nha. Còn hàng này là hàng nội địa hãng. Một năm nó chỉ sale về Việt Nam đúng một lần. Nhưng mà năm ngoái nó không sale. Năm ngoái không có luôn á. 2 năm trước á, chị nào mà mua áo nam của dâu 2 năm trước á nè, bây giờ nó mới sale về á. Xịn, cực kỳ xịn, hàng thương hiệu ở bên đó bán 300-400 tệ một cái. Nó tính ra tiền Việt toàn là triệu mấy không á. 1m70 63kg mặc size XL.
xanh đậu. À, từ từ đã nha, cho giờ. Ô con này là size 3X rồi mấy chị ơi. Trời ơi má ơi sao nó đẹp kinh khủng vậy. Con này là size trên 70kg nha, trên dưới 75kg mặc cho dâu. Nói chung là khoảng 70 cân tới 80 cân. Anh nào mà cao trên 1m75 thì 85 90 cân vừa. Anh nào mà cao trên 1m75 á, thì là 85 cân, cỡ 85 cân ok. Còn lại là ok bé Dung VTM này. Trời ơi nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Xanh nha. Ủa chưa đọc giá mấy chị ơi, chưa đọc giá nha. Xanh cho dâu con này 125. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn nha. Bao giá thị trường luôn á. Bữa nay bạn áo nam cho mọi người nha, giá 125.000 là cao nhất luôn á. Thấy đẹp gái ghê không? Nha, bữa nay bạn cho mọi người 125.000 là cao nhất luôn á, mà áo có cổ nha, bao toàn Facebook luôn, bao không biết nói sao luôn á. 125 đi ra ngoài thị trường phải mọi người mua được một cái áo thun cổ tròn hoặc là mua một cái áo cổ nhưng mà hàng áo Thái thôi đúng không? Em ơi size em 1m7 80 cân mặc size cỡ này là huỳnh cỡ 2 hoặc 3X nha, tùy form. Cho Dung mà bé Dung nè. Mọi người share like lên giùm em nha. 75kg cao mét 68 size 75kg cao mét 68 hả? 75kg cao mét 68 là phải mặc 3XL á bà. 2X là nó vừa, còn 3X thì nó thoải mái. Nếu mà thích mặc body thì mặc 2X. Còn nếu mà thích mặc rộng rộng tí thì mặc qua 3X nha. Trời ơi, mấy chị ơi đó, con này là size 2XL nè, đẹp lắm bà Liên ơi. 125.000 vô nổi thiệt luôn á. Mấy chị thấy em cầm nó sang không? Nhìn nó phê không? Hàng thêu xịn sò nha. Cầm cái chất nó bao đã, em tự tin bán luôn á. Tự tin bao 125.000 á. Hết xanh rồi cả nhà, có một cái à. Nè, cho vô mã chặn nha, size 2XL cho em. Trời ơi, má ơi, nó đẹp kinh khủng mấy chị ơi. Mọi người nhìn cái nút à, cái cúc của nó nè. Chặn chồng em vừa gọi đây nè, nhìn cái cúc của nó 63kg. 63kg mặc size XL là em chặn size 80kg. À, nhưng nó không có size, nó không có nhiều đâu, chặn cho Ngọc Anh. Con này là size. Mọi người nghe rõ size nha, mọi người cứ chốt lộn xộn vậy là tới hồi em rối luôn đó mấy chị ơi. Nha, 1m7 nặng 65 mọi người chốt nghe rõ. Ai vô có đọc số kỳ nên là mình coi chồng mình nằm trong cái số kỳ đó mọi người chốt nha. Chứ không nhận hàng về chật với lại rộng rồi dâu không có đổi trả được đâu, cuối năm lu bu rồi mọi người thông cảm nha. Ok chưa, hết chẳng rồi, chỗ có cái mà đã cả chục người chốt vậy nè. Để coi cái này ai vừa thì để dâu để cho người đó nha. Nhiều hàng lắm mọi người, à cũng không nhiều lắm, còn khoảng cỡ gần 100 cái thôi. Từ từ đã để dâu coi. 61kg, dạ hơi rộng tí nha. Chẳng ít, chẳng này là size 2X rồi, ai chốt 2X đây. Từ từ đã để dâu coi chẳng này ai chốt 2X đây. Chẳng 2X cho chị Úc Hương. Chẳng 2X cho chị Úc Hương nha. Mọi người nghe kỹ, dâu có để áo cho em không? Chị dâu chưa khui, chưa thấy mẫu, và em lựa trên like đi bé. Nhiều khách đặt lắm luôn, em nói thật, em hồi sáng nay em chỉ bỏ cho khách mà người ta tách lô thôi đó. Còn khách sĩ, à khách lẻ là em không nhận bất cứ một đơn nào qua inbox hết á. Tại vì nó rất là nhiều, em đâu có thời gian em khui ra đâu. Em không thể nào khui ra coi thử để kiếm mẫu được, mà rất là nhiều. Nên là mọi người thông cảm nha, em không có nhận một cái khách lẻ nào em nhận qua inbox, em không có nhận, hàng áo nam này em không có nhận nổi. Mọi người thông cảm nha, coi like giúp vô một cái đi chứ. Chứ nó lộn xộn, em không có không có mở inbox ra rồi kiếm cả lô hàng như vậy, kiếm coi đặt mẫu gì rồi kiếm sai chắc điên luôn á. Nè. Trời ơi. Ủa trời, cái này là đồ của nữ, nó có lẫn vô một cái đầm nữ luôn á. Cái này là đầm phụ nữ nha mấy chị ơi, cái này là đầm Thái nè. Sao mà nó đẹp như vậy ta, rồi bạn tặng cho mấy chị con này nha. Cho vô mã cam bạn tặng nha, chỉnh nghe, rẻ không? Bao hàng xịn sò, đây là đầm nữ mặc nha mấy chị nha. Nữ mặc con này khoảng cỡ 53 cân đổ về đi. SM mặc đẹp con này. 53, 54 cân đổ về nha. SM mặc đẹp con này nè mấy chị. Còn nếu như mà mặc được body á, body thì khoảng cỡ 50-60kg nha. Ok Ngọc Anh này. Đẹp quá. Trời ơi đầm này ra ngoài em mua mấy trăm á bé ơi. Hàng nội địa hãng nha. Một năm nó sale về Việt Nam đúng một lần mấy chị. Ai mà không hốt được lô này tiếc lắm luôn á. Nó có cả cổ tròn và nó có cả cổ. Đây vô mọi người, da mặt nè sang ghê không? Sang kinh khủng mọi người. Nó lẻ mẫu, em tắt xong em lẹ. Trời ơi nè, em nói thiệt, bàn áo này 125.000 bảy chị la trời luôn á. La trời luôn á. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, size 2XL. Size 2XL là khoảng 65 cân tới 75 cân tùy chiều cao, tùy tạng người và tùy mình thích mặc body hay không body nha mấy chị nha. Ok chưa? Nè, cho dâu mã trắng nha, sang ghê không? Em nói cái chất này mấy chị ra ngoài mua cỡ 300-400 luôn á. Áo này ra ngoài mua 400-500 luôn á. Cái vải mọi người biết cái vải của Bia Cạc Đin không? Bia Cạc Đin là hàng của An Phước. Bia Cạc Đin chẳng hết cho Thiên Lý dâu hết trắng nha. Toàn mẫu to, mẫu nhỏ có nhiều tại vì dâu khui cọc nào thì dâu bốc cọc đó gái.
khui ra cọc nào thì vô bốc cọc đó nha. Hàng Bia Cardin á là hàng của thương hiệu An Phước, là hàng của Việt, vải không thiệt mà. Anh trai dâu, anh ruột á, anh ruột của dâu chỉ có mặc Bia Cardin thôi á. Anh ruột của dâu toàn mua 1-2 triệu một cái mà vải nó không xịn bằng hàng hàng Trung được. Chồng em mặc XL nha Châu Ngân, chồng em mặc XL đó, dâu khui từng cọc mấy chế nè, nè dâu khui từng cọc nha, khui cọc nào có size gì thì dâu bán cọc đó, giờ dâu đâu có lựa được nha. Nè trời ơi hàng nè má ơi, hàng xuất không, hàng hãng bên đó toàn xuất đi nước ngoài không có mấy chế, xịn cực kỳ cho dâu nha, màu siêu chuẩn. Con này tay dài hay gì vậy nè, rồi con này tay dài nha. Ấy, em nói thật luôn á, hàng này mấy chị mà đi mua hàng xịn xịn á, mua khoảng cỡ 3 triệu á nha, chứ hàng triệu mấy là không nói đâu. Mọi người mua hàng khoảng cỡ 3-4 triệu á là mọi người thấy cái chất nó như vậy nè. Bởi em nói là bên đó giống như áo này nó bán 850 tệ nè, mọi người coi 850 tệ là bao nhiêu tiền Việt rồi. 850 tệ là phải 2 triệu mấy tiền Việt chưa? 850 tệ này 2 triệu mấy tiền Việt luôn á. Cái vải nó lạ lùng lắm, không biết gọi sai gì, gọi là vải gì luôn á. Cái vải nó lạ kỳ lắm luôn á, không biết gọi chất gì, chất thun gì luôn mấy chế. Tay dài nha, con này size 1XL. Con này size XL cho dâu nha. Trời đất ơi, 125 ngàn mấy chị ơi. Con này size 1XL nha. Áo không có cổ có nhiều, áo không có cổ cũng nhiều luôn. Trời ơi, áo này xịn xò luôn, mọi người thấy nó đánh size chưa, hàng xuất không á mấy chị nha, 48. Đây nè, số nó là số 48 nha, số 48. Mấy chị nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu, size form này khoảng cỡ nếu mà mặc ôm thì 60 kg, khoảng 60-65 kg nha mấy chị nha. Còn nếu mà thích mặc vừa vừa thoải mái thì là khoảng cỡ 55-60 kg cho dâu. Thích mặc vừa vừa thoải mái thì 55-60 kg, thích mặc body thì 55-60 kg nha. Ủa quên, 60-65 kg. Tay dài nha, màu này gọi là màu hồng đổ, hồng đất gì đó. Có một cái à, vải đã lắm, em không biết gọi cái con này là chất gì luôn á nha. Đảm bảo mấy chị cầm cái hàng này mua 125 ngàn, nó có đẹp hơn cả hàng mấy chị mua 3-4 triệu luôn. Thiệt, dâu nói thiệt. Ok Tổ Quyên nha, nhận hàng mà nó không xịn như hàng vài 3 triệu mọi người trả về đây cho dâu nè. Cái con này nè, Trần Lý Tổ Quyên nè, 125 ngàn. Chị thấy em không có nha, em 70 kg mặc size 2XL cho chị dâu nha. Kiếm em mấy cái đi, chờ chị dâu lên nha, chị dâu khui từng cọc. Nó có cả hàng cổ, cả hàng không cổ, đây là mọi người đừng hối nha. Rồi mã trắng 2XL cho dâu nè mấy chế, 2XL cho dâu nha. Rồi cho dâu mã này là mã trắng, trắng trơn đơn giản mà nó cực sang. 125 nha. Đẹp quá, 125. Chị nào lấy comment đi dâu, hàng mạc sườn không à. Form hàng mạc sườn. Form này thì 71kg, 1m8 mặc hơi ôm. Chị ơi, 71kg mà 1m8 mặc hơi ôm thì 1m8 mà 71kg mặc hơi ôm thì chị mặc một ít thôi à. Em bán, mọi người quen cái form SML, XL, 2XL thì em mới đọc vậy á. Chứ còn cái hàng này nó không có đánh 1X, 2X đâu. Có một số cái là nó đánh 1X, 2X. Nhưng mà có những số cái là nó đánh số bao nhiêu trăm, ví dụ như 300, 400. Có những số là nó có những cái nó đánh là số 50, 52. Là nó lộn xộn lắm mấy chị nha. Nó không có phải là nó cứ đánh 1X, 2X đâu. Hàng nội địa nó không có ít chỗ nó đánh 1X, 2X lắm. Nó đánh lộn xộn á, 50, 52, rồi 300 mấy, 400 mấy vậy đó. 40, 70kg mặc size 2X. Đúng rồi em, 70kg mặc 2X nè. Rồi, ôi đồ ơi, đây là có cái đầm nữa nè cả nhà. Trời ơi, đây có cái đầm nữa nè mấy chị. Đầm xuất không á nha, đầm 125 cho dâu. Đây là đầm luôn nè. Trời ơi, đầm chất đẹp lắm mấy chị ơi. Cho dâu mã đầm trắng nha. Em mang đôi này với giày thể thao nè. Ui là trời ơi, đẹp xỉu luôn á, chứ do mã đầm trắng nha mấy chị ơi. Đầm trắng giùm em nha, nếu như mà mặc suông suông thì khoảng cỡ 50-52 cân đổ về. Mặc hơi body thì khoảng cỡ 50 cân đổ lên tới khoảng 55-56. Đẹp lắm, hàng nội địa nha, cái này ra ngoài mua mấy trăm luôn. Chị nào lại đầm với do mã đầm nha, đầm trắng, đầm cho yêu quái nè. Đầm hãng á, mấy chế, đầm hãng giúp em nha. Đầm cho yêu quái nè, ừ. Sang quá trời là sang. Em khui từng cọc mọi người đừng hối nha, khui từng cọc. Trong cọc nó có size gì thì bốc size đó. Rồi cho dâu mã đen nha, đó như con này là đen đánh số 50 nè. Đen đánh số 50 nha, con này là size XL cho dâu nè. XL nha cả nhà mình, size XL nha, 65 cân đổ về. Body nếu mà như mặc, em nói đó, nếu như mà đầm em hết rồi. Nếu như mà cao 1m75 đổ lên mà mặc body á thì 70kg, còn nếu như không là đen cho chị Trần Loan, còn nếu không thì khoảng cỡ 65-60kg nha. Hàng nội địa đen vô hết rồi.
Ủa, à con này bạn tặng mấy chị chỉnh chỉnh nghe. Rồi thêm một con đỏ đô nè. Đỏ đô đẹp quá à. Size XL cho dâu nha, 60-70 cân quay đầu nè. 60-70 cân quay đầu nha, cho dâu mã này là mã đỏ đô, đỏ đô 125 giúp em. Vải mịn kinh khủng. Body là 70kg ok luôn, 71kg nha bạn Trúc Phạm ơi. Mặt con này nè, nó tùy từng form á, có những form nó là đỏ cho Mỹ Hạnh nè. Nó tùy từng form nha. Chồng em 71 cân mà cao bao nhiêu vậy gái? Bé hết đỏ rồi, em có một cái em hết rồi cả nhà ơi. Chồng em cao bao nhiêu kỳ vậy gái? Đây nè, cổ tròn đây nè Bảo Hân ơi. Cổ hàng nội địa Trung. Có size to để em nha dâu, có size to nhưng mà em lấy hàng cổ hay hàng không cổ. Rồi màu gì nữa, nó đủ loại hàng thêu nè. Hàng thêu hết nha dâu mã xám. U là trời ơi, tay dài. Xám tay dài, con này là size 2X nha. Cái vải nó lạ lắm, nó không có giống như là vải Quảng Châu mà dâu đã từng bán, hoặc là cái vải mà hàng Thái đâu, không giống tí nào. 1m70 form rộng à chế à, vậy là mặc size 2X cho chị dâu nha, bé Trúc Phạm nha. 70 cân mà cao 1m7 mặc size 2X nha, để em ok. Ủa cái này là xám tay dài size 1XL. Xám tay dài size XL cho dâu nha. Số 50 tương đương với size 1XL nè. Chị nào lấy comment cho dâu nha. Nếu như mà cao trên 1m7 mà 70 cân á, thì mặc body ok luôn, đẹp luôn á, cũng không có body nhiều đâu. Mọi người nha, là 70kg vừa. Còn nếu như mà dưới 1m7, cao dưới 1m7 thì 65kg. Cao dưới 1m7 là 65kg nha. Đây, áo tay dài bạn chỉnh chỉnh nghe. Cái chất nó lạ lắm luôn, không biết gọi là chất gì luôn á. Em lấy con này hả Bảo Hân? Size mấy vậy? Size này là size XL nha, vừa không vậy? Size XL nha, vừa không gái? Áo cổ tay dài cỏ nha mọi người, chờ tí. Cổ tròn bao nhiêu cũng tùy từng mẫu, tùy từng mẫu nha người đẹp nha nè. Mọi người săn những cái con này nha, hàng hãng. Ý là sao? Chị có nào cao 1m73 nặng 60kg màu trắng xanh nhạt cổ tròn? Trắng xanh nhạt cổ tròn có nha. Những cái con này là vải nó xịn giống như là tay ngắn thôi chế. Ok, vậy là để xám cho một liên đẹp lắm á. Là liên áo này đẹp lắm luôn á nè. Cái loại vải này á, mấy chị ra ngoài mua triệu yêu cái á, lạ lùng lắm. Đây nè, lạ lùng lắm, mấy chị coi nè. Không biết gọi là cái vải gì luôn, nó lạ hoắc lạ hơn luôn á. Em chưa từng bán qua, em chưa được bán qua bao giờ. Mọi người coi coi cái cổ này, nó viền, nó ép vô nè, xịn sò không nha. Không biết gọi là vải gì luôn á. Màu đỏ đô nha, cổ tròn đỏ đô size này nè. Mấy chị em nói thiệt luôn, cái áo bán 125.000 á. Hàng này mấy chị ra ngoài mua 2-3 nè, em nói thật luôn á, hàng này ra ngoài không có cửa mua 2-300 đâu. Mọi người mua 500-600 á. Cái chất nó xịn hơn cả những cái chất mà mấy anh trai mà hay mặc đồ thể thao á. Mấy anh trai hay mặc đồ thể thao, hàng của Nike hoặc là của Dad, mà hàng cái vải nó mát lạnh lạnh á, nó đẹp hơn cả cái hàng đó nữa. Mà hàng đó ở Việt Nam mình đã bán 400-500 rồi đúng không? Vải nó lạ lắm luôn mấy chị nha. Rồi cho vô mã đỏ đô đi. Đỏ chồng em vừa không? Không, đỏ chồng em không vừa. Đỏ này là size XL. Đỏ này là size XL nha, 70 cân quay đầu. Đỏ này là size XL nha, 70kg quay đầu nè. 60 cân đổ lên, 70 cân đổ về nha mấy chế. 60 cân đổ lên, 70 cân đổ về. Đây, body là khoảng cỡ 65-70 á. Ok Châu Ngân. Lạ quá, cái vải nó lạ quá. Vô có cả đỏ đô vô hết rồi. Mạng hàng Vũ chậm nè. Để vô coi có màu gì trong đây. Đây nè, có màu xanh đen nè. Trời ơi, xanh đen nha, xanh đen XL luôn. Chị nào lấy cho vô mã xanh đen đi. Size 50 là tương đương với size XL. Nó từ 60 cân đổ lên 70-71 cân đổ về giùm em nha. Đây, chị nào lấy cho vô mã này là mã xanh đen. Vải lạ lùng ghê luôn á. Nè mấy chị nè, vải thông hơi mà không phải thông hơi giống như là hàng lót áo khoác của mình đâu nha. Xanh đen cho Hạnh Nhân nè. Nó không có phải thông hơi giống như là mấy cái vải để lót áo khoác của mình đâu. Hết rồi mọi người ơi, có một cái xanh đen em hết sạch rồi. Xanh đen nè. Trời ơi, bữa nay bạn áo nam đã đời luôn á. Bán hết lô chắc tôi nghỉ like. Rồi. Trời ơi là trời, size 2XL này bà Liên. Cái vải nó lạ ghê luôn á cả nhà. Không biết gọi sao luôn, nói chung là vải nó rất là đẹp. Lấy thêm một cái có cổ nữa đi chị, chờ dâu xíu nha. Theo nha cho dâu mã Ngọc đi mọi người ơi. 125 Ngọc. Ngọc nha, Ngọc 125 cho dâu. Xanh cho Mộc Liên nè. Nhiều lắm. Em còn gần 100 cái. Hàng này á. Em về
tách cho khách hết trơn nè. Size bự nè, sang kinh xỉu xỉu luôn, xỉu xỉu xỉu. Size này là size 3XL mày chị nha, con này là size 3XL. Ngọc hết rồi, vô hết rồi cả nhà mình ơi, vô hết sạch rồi. Có một cái à, tay ngắn để em, nhưng mà em lấy size mấy vậy? Tay ngắn chị dâu có nhiều mẫu lắm, quan trọng là em lấy bao nhiêu cái và em lấy những màu gì chị dâu lựa cho nha. Em lấy bao nhiêu cái và màu gì bé nha. Rồi mã xám, xám này size 3XL, em cho mấy mặc đẹp nè bé TT. Xám cho bé Dung nè. Ôi chết, rớt rớt. Nó dướng vô cái cây livestream xém nó. À mặc 2X hả? Đen tim nè, có một con đen tim, con này chắc tay dài hay gì á. Tay dài. Nó đẹp gấp mấy lần áo áo của mình. Đẹp gấp mấy lần áo á. Ủa tay ngắn nè. Đen nè nha cả nhà mình ơi. Trời ơi. Đẹp quá à. Size 3XL mấy chị nha, 3XL size khoảng cỡ 75 cân đổ lên. 75 cân đổ lên tới 85 cân á mấy chị. 75 cân đổ lên tới 85 cân nha, size 3XL đây. Size 3XL giùm dâu nha. Em nói bạn tặng con này chỉnh chỉnh ngàn mấy chị coi thử, em nói thật luôn chỉnh chỉnh ngàn chỉ đi một áo Việt Nam thôi. Hàng này cổ tim vải siêu lạ luôn, đánh số 56 nè. Hàng nha mọi người nha, chị dâu mã đen. Chị lấy ba cái với cổ tròn da hơi đen chị chọn giùm em với. Cổ cổ tròn da hơi đen bao nhiêu ký em, rồi cho dâu mã đen tim nha, đen tim là size 3XL. Sang lắm, đen cổ tim size 3XL bạn tặng mấy chị con này chỉnh chỉnh ngàn. Vải nó siêu lạ luôn, đẹp hơn cả những cái vải mà nhớ để bốn cái xanh đỏ trắng đen cổ trụ nha chị. Ok, đẹp hơn cả cái vải mà mình mua đồ đi tập yoga, mình đi mua đồ mà tập tập gym á mấy chế, đẹp hơn cả cái chất đó nữa. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha, đen giùm em nha, đen size 3XL. Đen nha, đen size 3XL, size cỡ 75 cân đổ lên 85 cân đổ về chỉnh chỉnh ngàn. 75 cân đổ lên 90 cân đổ về. Chị nào lấy thì comment mã đen nha. Ô đen trơn vậy không ai ưng hả? Rồi đó, rớt một cái đầu tiên rồi đó. Toàn con lạ lùng không à, toàn con xịn xịn không à. Chồng em là phải mặc cỡ size này nè bé, cho bao nhiêu ký vậy Bảo Hân ơi? 125 nha. Dâu nói là nhận hàng là chất nó rất là đẹp cho dâu mã trắng nha. Nè, size to quá này, hàng nó rất là lạ. Ở bên đó bạn 3-400 tệ một cái là rẻ á, 3-400 tệ một cái áo này là rẻ. Mọi người đi vô Bia Cạc Điên mua chưa? Bia Cạc Điên là hàng thương hiệu của An Phước đó. Vô đó là không có hàng mấy trăm đâu, hàng mấy trăm là hàng mà size bé tí hoặc là vải xấu á, vải thô á. Còn lại là những cái hàng mà có cổ hoặc là cổ tròn vải vậy là phải mua 1,5 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu mấy. Đúng không? Mà hàng của Bia Cạc Điên vải không đẹp bằng hàng nội địa Trung đâu, nói thiệt. Của người ta, nước người ta nó đi đầu, nó nước nó giàu, nó mạnh hả cỡ đó. Về điện tử, về gia dụng, về may mặc cái gì nó cũng đi đầu hết trơn á, đúng không? Việt Nam mình thua nó bao nhiêu chục hàng, bao nhiêu năm luôn nha. Bạn với mọi người có 125 ngàn á. Con này là xuất đi đâu luôn nè. Trắng nha, mã trắng cho dâu nha. Mịn lắm, không biết gọi vải nó đẹp làm sao luôn á. Mịn, cực kỳ mịn luôn. Trắng giùm em nha, trắng tròn. Size 3XL cho dâu nha mấy chị. Size 3XL nha, cỡ 75 cân đổ lên 85 cân, 90 cân đổ về. Trên 75 cân mới mặc được cho dâu nha. Trên 75 cân mới mặc được con này nha, rồi mã trắng. Trên 75 cân mới mặc được mấy chị ơi. Mã trắng giúp em. Hai năm rồi mới bốc được lô này. Đen đỏ xanh đậu hay xanh ngọc, dâu để mình ba cái. Ôi trời ơi em không nhớ luôn mấy chị ơi, dặn em vậy em không nhớ luôn đó. Đen đỏ xanh đậu hay xanh ngọc, dâu để mình ba cái có cổ. Bao nhiêu ký chị nhớ làm ơi. Giờ mọi người người chốt vậy là em không có nhớ được luôn á. Chị like size với nào nói màu thôi cho nhanh. Đây này, con này size nhỉ nè. Con này size XL nè. Đẹp quá. Cái hàng nó lạ lắm luôn mày chế. Thiệt sự luôn, bán 125 ngàn đáng đồng tiền ghê luôn nè. Đây là bên hông nha, hàng của nó nè. Cái này là bên hông nha, một bên hông màu xanh đen size XL, chị nào lấy thì comment cho dâu. Size XL nha, chị nào lấy thì comment cho dâu. Ủa sorry mọi người, size L 60 cân quay đầu. 60 cân quay đầu nha. 65 cân á, body là 65 cân. Body là 65 cân nha, size L nhưng mà form to. 65 cân quay đầu nha. 65 cân quay đầu mấy chị ơi. Xanh cho bé Ngọc Phúc nè.
Rồi đỏ đô nè, cho mẹ chị coi nha, coi cái vải nó lạ lắm. 125.000 bán đồng tiền kinh khủng, mẹ chị coi nè. Coi cái chất vải nè. Ai vừa size này thì lo lực lo mà giúp cho lẹ nha, thấy chưa? Mọi người thấy đẻ chưa? Rồi con này mã đỏ size 2XL. Trời ơi. 2XL mẹ chị ơi, 2XL cho dâu nha. Size cỡ 2XL là cỡ trên dưới 70 kg. Ủa 70 kg đổ lên 80 kg đổ về tùy chiều cao. Tùy chiều cao và tùy thích mặc body hay không body nha, chứ 65 cân là mặc rộng. 65 cân mà cao có mét rưỡi, mét năm mấy thì được. Ok, bé Hằng Vũ nè, 125. Đẹp xỉu luôn. Nhiều mẫu lắm mấy chị. Chờ em xíu xíu. Đây nè. Trời ơi, tay dài mấy chị ơi, tay dài nha. Tay dài giúp em nha. Size XL. Mọi người nha, 60 cân quay đầu thôi, XL nhưng mà 60 cân quay đầu thôi. Ủa size L chứ lộn, 50 cân đổ lên, 60 cân đổ về. Size L nha, XL là số 50, 48 là size L. 50 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho dâu nha. Đẹp quá. Bán tặng 99.000 hàng thêu. Vô hết rồi. Vô hết nha. Áo thun nữ đẹp lắm, áo thun nữ. Áo thun nữ cũng rất là đẹp. Thun nữ cũng siêu đẹp. Nè. Trời ơi, hàng siêu xịn sò luôn. Con này là size XL cho em nha. Đẹp quá. Đẹp quá, thể quá đáng luôn. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. 95.000. Ủa 99.000. Size 2XL. 65 cân 70 cân nha. Size này là size 2XL. Đây con này là size 2XL đây, 65 70 cân nha. Coi áo thun nu đi chị. 2XL Mộng Liên ơi, 2XL nha, cỡ 70 cân quay đầu à. 70 cân quay đầu nha. Cho Hằng Vũ. Từ từ đi mọi người, còn nhiều áo đẹp lắm, mọi người chờ em xíu. Chờ chút xíu. Áo cổ không cổ gì cũng có đầy đủ mà, mọi người chờ xíu nha. Size này size to nè. Thun nữ chờ tí. Áo cổ đi chị, dâu khui lộn xộn á. Khui lộn xộn nha, rồi size này size to nha. Con này là size 3X luôn á mấy chị nha. Nói chung là phải trên 80kg nha. 75 cân là mặt vẫn hơi rộng rộng thoải mái. Nói chung là phải 80 cân đổ lên. 80 cân đổ lên giúp dâu nha. 80-90 cân, 80 cân đổ lên nha cả nhà. 75 cân thì nếu mà lùng quá thì 75 cân được. Đẹp ha. Bạn tặng con này cho mấy chị nha, 89.000. Đúng một cái duy nhất luôn đó. Siêu đẹp. Vải xịn sò luôn. Trắng này là size 3XL cho dâu nha. Trắng này là size 3XL cho em nha, 80 cân mấy chị nha. Trắng vô hết rồi cả nhà. Hết trắng rồi, cho dâu mã này là mã ok Huỳnh Huỳnh nè. Trời ơi áo này em mặc đẹp luôn Huỳnh Huỳnh, em mặc còn đẹp luôn á. Cái này em mặc dầu quần nó đẹp luôn á Huỳnh Huỳnh. Cái này em mặc đẹp luôn á. Áo cổ size nhì nè. Đây cổ một cái size L. Size L nha. Sang xỉu 125. Size L. Trời ơi 60 cân quay đầu nha. Nếu mà body thì 60-65 kg. Cỡ ông xã dâu á, 60 kg quay đầu mặc cho đẹp mấy chế. 60 cân quay đầu nha, 50 cân đổ lên 60 cân. Hồng Phượng ơi em mặc mua mã này nè. Dâu để lại một cái này cho bố dâu luôn á. Y chang như vậy luôn. Bố của dâu em mới nhận thùng đồ chị ok. Y chang như vậy luôn á, dâu để cái này cho bộ vô mặt luôn á, mặt tết. Để nhiều lắm, để nhiều nhưng mà trong đó có cái này luôn nè, vàng nha. Size L á, size L, size mà form này nó không có ngắn, hàng thải thì nó bị ngắn. Chứ còn form này là cao 1m7 vẫn mặc không ngắn nha. Cao 1m7 thì cái chiều dài vẫn không bị ngắn em nha. Rồi cho dâu mã vàng nha, 125 size L cả nhà ơi, size L nha. Cực đẹp, vải đẹp lắm, size L giùm em nha. Chị nào lấy vàng cho dâu mã vàng, vàng L. Vàng L. Vàng lờ, chị nào lấy vàng chứ dâu mã vàng nè. Tại vì cái này là cổ tròn không á, em khui cả tròn cả không cổ like xen kẽ cho mấy chị mua cho nó đã. Nặng, để trên đây nặng. Rồi, đen nha. Ui là trời ơi. Size XL 50 60 cân đổ lên 70 cân quay đầu. 60 cân quay đổ lên 70 cân đổ về rồi. 125.000 dâu mã đen nè. Sang chưa cả nhà mình? Sang lắm nha, hàng này nó không có, hàng hãng nó sale về Việt Nam rồi em tách cho khách nữa nên là nó không có, nó không có đủ size cho mình lựa đâu. Một năm sau mấy chị mới có hàng, một năm sau mới 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 có hàng này để mua đó.
một năm nữa, chứ còn bình thường dễ gì kiếm được hàng này. Một năm nó chỉ sale về Việt Nam một lần, một năm chỉ sale về của Việt Nam một lần, nó là thương hiệu của Roman này. Rồi mã trắng nha, chứ do mã này là mã 3 size 3XL. U là trời ơi. Ủa size 2XL, chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Size 2XL, em cho mày chị coi nha. Nè bà Liên ơi, lấy con này nè. Mọi người ơi, cái vải nó lạ lắm. Chứ do mã trắng 2X nha, nó lạ, rất rất là lạ luôn. Mọi người thấy chất vải chưa? Trời ơi mấy chị ơi, cầm trên tay nó sướng cực kỳ. Cầm trên tay cái áo 2XL nó sướng cực kỳ luôn. Vải nó rất rất là lạ. Trắng cho chị Đinh Huế. Rồi dâu hết trắng. Cái vải nó rất rất là lạ. Mọi người nghe kỹ xa nha, chứ đừng xả đổi giùm em mấy chị nha. Để nghe không rõ, mất công xả đổi nữa. Rồi, trắng dâu hết rồi. Rồi dâu cá đen. Đen nha, đen này size XL 60 cân đổ lên 70 cân đổ về cho dâu mã đen nha. Đen 60 cân đổ lên 70 cân đổ về. Nha khoa bảo anh ơi đen nào vậy gái? Ủa sao bây giờ mới tới đen hả? Em trước em sau á, chị Đinh Huệ trước nha, Huỳnh Như Thảo em sau á. Áo trắng nhiều lắm, bữa nay áo trắng rất là nhiều mọi người nha. Thà thành thật size XL này. Rồi lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu nha, hết đen rồi cả nhà mình ơi. Em có một cái em mọi người phải xài cái Thà thành thật nha, 125. Lên số điện thoại địa chỉ giùm dâu nha. Này là chị nào ngồi gần cái cục wifi là chị đã được. Đây, sang kinh khủng sang. Ui là trời ơi. Trắng 2XL mấy chị ơi. Đẹp quá, 65 cân tới 75 cân mấy chị. Trên dưới 70 kg nha, chứ do mã này là mã. Cái này đẹp nè Thảo. Hàng này nó bán mấy trăm tệ luôn đó. Có cái bán gần cả ngàn tệ á. Có cái bán gần cả ngàn tệ, còn lại là con này nó bán phải 429 tệ rồi nè. 429 tệ là thành mẻ gần 2 triệu tiền Việt rồi. Xanh trắng đen có cổ, lấy tôi 2XL nha, ok. Rồi. Mà không nhớ sai luôn á. Huỳnh Huỳnh nó cũng dặn nè, xong là ai chị nhớ lắm cũng dặn, mà giờ mọi người dặn như vậy là em không có nhớ sai được luôn. Không có nhớ sai luôn. Inbox cho dâu nha, inbox giúp dâu nha, thà thành thật. U là trời ơi, còn một con sọc nha, con này mà khui ra mà sai của bộ dâu là dâu để nè. Có đúng cái thôi mọi người ơi. Cái này mà khui ra là sai của bộ dâu là dâu để nè, đẹp quá à. Ôi trời ơi, y chang luôn, má ơi. Trời ơi, sai của ông luôn rồi. Đẹp quá. Đẹp quá, sai của bộ dâu á. Đẹp ha, sang ha. Đây nè, con này 3X nè, sang kinh khủng nè. Trắng 3XL này là Huỳnh Huỳnh. Ui là trời ơi. Mấy chị ơi, phải 80kg đổ lên mới mặc được. Sọc đó dâu để cho bố rồi mấy chị. Phải trên 80 cân mọi người mới mặc được nha. Dưới 80 cân là mặc rộng. Mà size to em bán mọi người có 125 ngàn, mọi người thấy rẻ chưa? Tụi em nghĩ chắc là giờ là chắc phải bán lên thôi á. Phải bán nó hả? Cao lên chứ hả? Một năm mới có được một lô này mà bán lời ít quá. Chặn cho Huỳnh Huỳnh nè. Đúng không? Hàng lạ nữa chứ. 6X, 63 kg mặc size 1X. 63 kg mặc size XL nha. Đây rồi, cho dâu mã này là mã 2. Size 2XL đây. 2XL nha, trên dưới 70 kg mặc siêu đẹp nè. Đen nha, dâu mã đen. Em sao á, gái ơi, em sao? Em sao á, alo. Đối diện hai lúa. Bây giờ về hay là làm sao? À, vậy thì gần ra rồi, vậy khi nào về thì ghé chị lấy không được, chị tại chị đang cũng đang like nữa. Khi nào về thì ghé chị nhé. Khi nào về gọi chị. Đen nha, đen cho Thiên Lý. Cổ tròn hay không, cổ gì cũng đẹp. Rồi xám nè. Đẹp quá. Xám nè mấy anh chim ơi. Ui là trời ơi. Xám nha cả nhà, size XL cho dâu nha. Xám này size XL nè. Body là 65 cân. Đẹp ha. Xám size XL nha. Body là 65 cân. Body là 65. Body là 65 cân quay đầu nha. Ai cao thì cỡ sáu mấy, gần 70. Lùng lùng thì
60 65 cân. Xem cho không vừa đâu, đồ gỗ bảo an con này để cho Thanh Thủy Trần nha. Thanh Thủy Trần là đồ gỗ bảo an tới 68 cân đúng không? Đồ gỗ bảo an là tới 68 cân đúng không? Không vừa đâu. Để cho Thanh Thủy Trần mã này. Rồi sọc sọc mấy chị ơi, sọc nha. Đẹp quá, trời ơi chắc để cho bố nữa quá. Đẹp quá. Ôi da bố mặc hơi rộng con này rồi, con này nó tới size 2XL á, gần 68 kg. À 1m7 65 cân, ok. Rồi nha mọi người nha, 70 cân quay đầu nè. Đẹp quá, cho vô mã sọc nha. Vải lạ lùng ghê luôn á. Sọc nha. Sọc cho liên nè. Em hết sọc. Hết sọc cả nhà mình ơi. Trời ơi, cui cái nào ra cái đó là ưng, là chim ưng kinh khủng. Nó siêu chim ưng luôn, size 2XL mọi người nha. 80 cân quay đầu size 2XL. 80 cân quay đầu cho dâu nha. 70 cân đổ lên, 80 cân đổ về cho dâu. Mã này là mã trắng. Xám em, chồng em mặc body cho ok, vậy là để xám cho đồ của bảo an rồi. Rồi vậy là Thanh Thủy lựa mã khác nha. Chị 60kg cao 1m73 gọi em với. 60kg cao 1m73 là phải mặc qua size L. Trắng cho Thảo. Chứ hàng nội địa đâu có ai bán rẻ đâu, có mình em bán vậy đó. Mấy chị nha. Có một mình vô bán vậy thôi đó. Hết trắng rồi gái yêu ơi. Rồi con này là cho vô là mẹ nu đi. Ôi áo 99 ngàn thiệt sự luôn á, bán tặng cho mấy chị luôn á. Nè size 2XL nè, 2XL nha, bán tặng 99 ngàn. Chất nó rất là đã, rất là đã. Cho vô mã này là mã nu nha. Nu nha. Đẹp quá, hàng mạc sườn không à. Cả nhà mình ơi, hàng mạc sườn không à. Hàng mạc sườn không nha, size 2XL. Chị đầu lấy con này cho vô là mã nu nha. Size 2XL mã nu cho chị EV. Em không được, ừ em không được nha. Lát chốt qua mã khác cho chị dùm chị dâu. Ơi cái này giống như cái màu trắng lúc nãy mọi người giành giật nhau. Chỉnh chỉnh ngàn này nãy quá cho người giành mã này. Đây là màu đen, lúc nãy là màu trắng. Lúc nãy là màu trắng nha, size cỡ body thì 70kg. Còn nếu không thì khoảng 65 cân nha, 60-65 cân nha cả nhà. Body thì 70 cân nha, còn thích mặc rộng rộng thì khoảng 60-65 cân. Mấy chị nha. Size 2XL, 2XL 60-70kg nha. Có những form HL là 65-75kg, nhưng mà có những form XL nó chỉ 60-70kg thôi. Đẹp quá. Cái này nữ mặc đẹp luôn á. Cho liên nè. Hết đen rồi em, hết đen rồi cả nhà mình. Vô hết đen nha. Toàn hàng nội địa xịn. Đỏ chính chính nha. Size 2XL mấy chị ơi, 65 cân đổ lên. 2XL nha, 65 cân đổ lên cỡ 70. Body thì khoảng cỡ 75 cân. Body mà phải cao nha. Body mà phải cao, chứ còn nếu mà body mà không cao thì khoảng cỡ 70kg thôi. Đây. Đỏ cho chị EV. Đỏ chị EV này. Rồi xanh cổ. Vải lạ quá trời. Hàng thêu nha mấy chị nha, hàng thêu là vải lạ ghê luôn. Con này size XL nha. Body thì 65kg. Body là 65kg nha. Body 65kg nè. Xanh coban cho vô mã xanh nha. Body là 65kg. Body là 65kg nha. Còn nếu như mà cho Mỹ hả. Xanh cổ vô hết rồi. Chỉnh chỉnh ngàn xanh cổ vô hết. Rồi cho vô mã này là mã đen sọc nha. Đen sọc nè. Size XL cho em nha mấy chị, size XL nha. 60 cân đổ lên, cao body thì 70 cân. Còn lại là 60 tới 65 cân, ok nha. 60 tới 65 cân size XL cho dâu nha. XL cho dâu mã này là mã đen đi mấy chị ơi. Con này là mã đen nha. Đen. Đen cho Châu Ngân. Đẹp ha. Đen cho Châu Ngân. Vô hết đen rồi. Rồi. Cho mấy chị một con hãng, siêu hãng luôn. Em có màu đen nữa. Màu trắng này là size 3X. Có cái nào 3X đây nè, nhà nghỉ bảo hơn 3X nè. Em lấy cái này không? Chất đẹp lắm nha, 125 đây là size 3XL. Đỉnh.
Chặn nha, chặn hãng 125 cho dâu. Chặn nha, size 3XL giùm em nha. Cỡ 75 cân đổ lên, nó cỡ 85 cân đổ về. 75 cân đổ lên, 85 cân đổ về. Ai mà cao 1m8 á thì mét mấy. Chị đâu, chị dâu đâu biết em ưng mẫu hay không đâu gái, cho Titi nè. Mọi người cứ kêu để dâu không có để được. Dâu đâu biết mọi người ưng mẫu không đâu, để. Màu khác đi. Có cái đen tim lúc nãy đẹp thì không lấy. Lúc nãy có cái đen tim siêu đẹp luôn. Hình như là đây là áo cổ đúng không? Đây là áo lạ. Áo cổ rồi áo lạ rồi. Đây là trời ơi, nó nhiều. Siêu nhiều. Nè. Để chế nha. Tuột view rồi. Tuột view rồi cả nhà mình ơi, share livestream đi vô một cái. Đây mấy chị ơi. Con này size L. Con này size L nha. Size L giúp em dâu 50 cân đổ lên, cỡ năm mấy 60 cân đổ về thôi. Nói chung là size L á, vải đẹp lắm, bạn tặng 99.000. Hàng theo nha. Hàng theo cái này nữ mặc đẹp luôn á. Cái này nữ mà mặc là đẹp luôn. Đây con này là nữ mà mặc là đẹp luôn mấy chế. Nữ mặc ok luôn. Chị dâu mã đen nha. Đen size L. Đen size L nha, chị nào lấy đen chốt mã đen. Đen L cho Ngọc Phúc. Chị nào có muốn kiếm size nhỏ không? Hàng cổ này vô có size SM nữa. Hàng cổ này cũng có size SM nè. Ui là trời ơi, chẳng nó sang 2XL nha mấy chế. 125.000 bán đồng tiền kinh khủng. Cái này nó bán mấy trăm tệ. Con này bán mấy trăm tệ luôn, hàng thêu hết nha. Hàng thêu hết nha, chứ do mã này là mã chẳng size 2XL. Mạc sơn hết nha, 75 cân quay đầu, chẳng 2XL cho dâu. Cái này cho mấy anh trai mặc chung với mặc quần jean á. Mang giày thể thao vô á, đẹp ha. Cái kiểu nè. Kiểu nó cá tính. Trắng á chị Trần Loan nè. Hàng thêu hết nha. Áo trắng bữa nay nhiều lắm. Rồi size to đây nè mấy chế, size to nha. Size to đây. Rồi con này là mã 3 cho dâu. Size 3XL á, size 75 cân đổ lên, 85 cân đổ về. Size 3XL nha, 75 cân đổ lên, 85 cân đổ về giúp em. 125.000 size 3XL. Đẹp ha. Hàng thêu nha. Polo thêu mấy chế, hàng thêu nha. Rồi cho dâu mã này là mã 3. Trắng mã 3. Hàng mạc sườn hết nha. 75 cân đổ lên. Tới khoảng cỡ 85 cân đổ về. Rồi con này là mã 3 nha. Mã 3 nha. Chị tìm trắng, dâu đâu có tìm được. Giờ nguyên đống này dâu đâu có khui ra tìm được. Phải like tại đâu thì khui tại đó thôi. Rồi mã 4 nè, size 3XL luôn, đẹp quá. Em nói thiệt nó trơn mà cái chất vải nó đẹp quá trời luôn á. Những cái mẫu này là trẻ hay là lớn tuổi gì mặc ai cũng ưng hết á, vì nó không có diêm dúa, nó trơn đơn nhẹ mà cái chất nó đẹp lắm mày chị ơi. Hàng mạc sườn cho dâu nha. Cái chất này ở ngoài đi ra ngoài mua 700.000 á, 500-600.000. Trời ơi, size là size phải cỡ có size 65kg không chị? Có 65kg có nha. Con này là phải trên 80kg mới mặc được nha mấy chị nha. Size 3XL này con này là phải 80 cân, 90 cân á. Mấy chị nha, 85 90 cân. Con này nè size bự nha, 3XL này là phải 85 90 cân á. Mã 4, con này là mã 4 giúp em. Mã 4 nè. Size bự á, cái chỗ này là size bự, trắng size bự. Mà vải đẹp. Con này là mã 5 nha, đó size 4XL luôn á. 3XL cho Thiên Lý nè. Con này size rất là lớn. Vải đẹp cực kỳ luôn, cho dâu con này là mã 4 nha. Trắng trơn đơn giản mà size bự mấy chị ơi. Size này phải cỡ 85 90 cân đổ lên á, nói chung là trên dưới 90 cân mới mặc được. Chứ còn nếu mà 80 cân là vẫn mặc rộng á. Thu Hằng ơi, dâu hết mã 3 rồi lấy mã 4 nha. Mã 4 này là 80 cân đổ về là mặc rộng á, phải trên 80 cân nha mấy chị. Ở trên 80 cân cho dâu nha, con này là mã 5. Mã 5 cho dâu nha. Mã 5 giúp em nè. Ủa mã 4 nha. Lấy qua mã này được không Thu Hoàng, nó cũng na nà như mã 3. Nó cũng na nà như mã 3 nha. Lấy qua con này được không?
trơn đơn giản. Nhận hàng là ưng, nhận hàng cái chất của nó bao thích. Mã 4 nha, chị nào lấy thì comment cho mã 4. Mọi người có chịu khó coi like nha. Chứ nó độc độc, nó có nhiều cái nó độc lắm, có nhiều cái nó lạ lắm. Sáng em tách hàng, em ngồi em tách hàng mà em nhìn em ghiền luôn á. Thương hiệu này. Rồi bữa nay Tết rồi, Tết mày ăn mặc đồ trắng đi chúc Tết, đi chơi đi chúc Tết nè, sang xỉu luôn. Size 3XL, trời ơi. Trên 80kg mới mặc được nha. Chứ do mã này là mã 5, trên 80 cân mới mặc được giùm em nha. Lùng thì khoảng cỡ 75kg, lùng khoảng cỡ 1m6 mấy thì 75kg, còn trên 1m7 là phải cỡ 80kg đổ lên mấy chị mới mặc được. Hàng mạc sườn hết nha, con này là mã 5 cho dâu. Sang kinh khủng sang luôn. Này đóng thùng cũng đẹp, thả cũng đẹp, mang với giày thể thao. Đi chúc Tết đồ, chỗ chuẩn xoài ca luôn. Rồi mã 5 cho Bảo Hân nè. $125.000 nhận hàng mấy chị mới thấy nó rẻ cỡ nào. Nhận hàng mới thấy nó rẻ như thế nào. Đó trắng nữa, con này size nhỏ này, trắng đây size nhỏ này. Nguyễn Nhung ơi, trắng đây size XL nè. Ui nó đẹp kinh khủng luôn mấy chim ơi, nó đẹp kinh khủng luôn đó. Rồi có túi nữa nha. Rồi con này là mã mấy rồi, mã 6 nha. Mã 6 là size XL. Tết thiệt rồi, qua tiếc thiệt rồi, qua mở vô shop mua cái mấy trăm không. Trắng cho Nguyễn Nhung. Tiếc thiệt rồi, hôm qua mở vô shop mua cái mấy trăm, em cam kết với chị á, hàng này chỗ shop nào nó có, nó bán 300-400 ngàn. Nó bán 300-400 ngàn á, chẳng qua là hàng nó không có những cái thương hiệu, nó không có phải là thương hiệu giống như là hàng của An Phước á, anh trai anh ruột dâu luôn á, mấy ông lãnh đạo là hay mặc những cái hàng có thương hiệu thôi, mua toàn 2-3 triệu một cái mà chất nó không còn xịn, nó không còn đẹp bằng cái em bán 125 ngàn. Rất là đẹp, chất rất rất là xịn sò mát rượi luôn. Đi hàng chỗ nào mà nó có những cái hàng như vậy nó bán toàn 300-400 cái chị. Em đâu phải như em đâu, em ngồi đây em bán mọi người 125 ngàn đâu. Cho Nguyễn Nhung này thấy chưa, bán siêu rẻ luôn á nha, chất đẹp chứ không có phải là ấy đâu, mà chị yên tâm. Đây là size gì, con này là mã 7 nè. Trời ơi size 3XL mấy chị ơi, size 3XL nha, 75 cân đổ lên cỡ 85 cân đổ về á. 3XL cho dâu là con này là mã 7 nha, mã 7 giùm em nè. Đẹp quá, toàn hàng mạc sườn đó. Hello Bích Ngọt nha, trời ơi lâu lắm rồi mới thấy cái mặt mũi của nó nè. Em mấy chị coi những cái cổ nó sang chưa, mà quan trọng là cái chất nó đã. Cái chất nó siêu siêu đã. Để chị coi kỹ giùm em nha, cái chất nó cực đỉnh luôn. Cái chất nó cực kỳ xịn sò nha, size 3XL. 3XL nha, 75 cân đổ lên, 85 90 cân đổ về cho dâu nha, nói chung là trên dưới 80 kg. 75 cân mà lùng á thì mặc được. 75 cân mà lùng thì mặc được, chứ 75 cân mà cao á, cao 1m8 mấy thì là mặc rộng á nha. Nhiều màu gái yêu ơi, nhiều màu. Nhiều màu. Khui nào nè, trắng XL nữa nè. Lấy tới ai chốt nha, 70 cân quay đầu mà chị nha, 60 cân đổ lên 70 cân quay đầu. Đó con này nó đều có size M à. Con này có đều có size M nhưng mà size M của nó là tương đương với size XL á. Mà chị nha, chứ nó không phải là thường thường size M là mình chỉ mặc khoảng cỡ 55 cân thôi nha. Còn con này là nó tới size M của nó là tương đương size XL, XL cộng á. 60-65 cân. Trên dưới 65 cân cho Thanh Thủy Trần. Nên là vô bạn theo size, vô bạn theo form chứ vô không có bạn theo size. Cả nhà nha, bạn theo form chịu bạn theo size là mọi người mặc không được đâu. Có cái hãng này nó đề size M là 60kg nhưng mà cái hãng kia size M của nó có 50kg à. Làm bạn theo form chứ không có bạn theo size nha. Áo thun nam có nhiều màu nha gái. Lên cọc màu đi chị. Thì vô bốc cái nào vô lên cái đó thôi nè. Ui là trời ơi, có con tay dài này nó đỉnh dữ vậy. Ui là trời ơi, cái vải nó đẹp lắm luôn nha. Có một con tay dài nha, size XL. Cực kỳ sang. Sang ha, 125 ngàn. Có con HXL này mấy chị ơi, coi cái cổ của nó nè, đẹp không? Đẹp quá. Chị vô mã đen nha, đen XL nè. Đẹp quá à. Đen cho Thà Thành Thật nè. Thà Thành Thật là hai cái, inbox cho chị dâu chưa? Đen dâu hết rồi. Đen dâu hết. 125 ngàn. Đen dâu hết nha. Đây là cọc gì đây? Cúi cọc này ra luôn.
Thì dâu lai cả cổ tròn cả cổ bẻ nha, nó nhiều mẫu mà chị đừng hối em rồi mã đen. Đó, áo này là áo cặp mặc đẹp luôn, nam nữ mặc ok la cho dâu luôn, size XL nha. XL cho dâu nha cả nhà ơi, body thì 70 cân quay đầu. Body thì 70 cân nha, còn không thì mọi người cỡ 60 65 cân. Rồi cho dâu mã này là mã 99. Mã 99 nha, có hai cái mã 99 nha, size XL nha. 65 70 cân, ố 60 66 trên dưới 65 kg. Cái dâu mã này là mã 99. Hàng 68 cho hạnh nhân một cái, thiên lý một cái. Rồi dâu hết. Dâu hết nha. Đây con này dâu có đây nè. Con này dâu có đây nè. Phải đẹp quá. Rồi cho dâu mã xanh ngọc nha, xanh ngọc size L. Xanh ngọc size L nha, 60 cân quay đầu. Xanh ngọc size L 60 cân quay đầu nha. Màu đen là khoảng 65 cân, 7 body thì 65 cân. Body thì 65 cân, còn nếu như mà mặc rộng rộng thì khoảng dưới 60 cân nha. Mấy chị nha. Đây, màu đen là size XL, màu xanh là size L cho dâu nha. Màu đen là XL, màu xanh là size L. Đẹp quá. Trời ơi, áo này nữ mặc đẹp luôn, áo này hôm qua em kia vô mới mặc nè. Áo này hôm qua em kia vô mới mặc này, bạn hết size hết màu rồi. Bạn hết size hết màu rồi nha. Hôm qua em kia vô like vô mới mặc á mày chế. Bạn hết size hết màu rồi, màu xanh ngọc với màu đen nha. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đó. Vô rất là ưng cái con này. Cái dâu mã này là mã trắng. Con này là mã trắng. Em có đen nha, đen là size lớn. Rồi cái dâu mã này là mã 89 trắng hoặc đen, 89 trắng size L. 89 trắng size L nha. 55 56 cân quay đầu. Còn đây là mã đen, đen này là size 2XL. Đen thêu nha, 89.000 vải đẹp lắm. Có cái mã này em bán mọi người 89.000 thôi đó. Bao vải sần sò, giặt máy không xù không nhão cho dâu. Giặt thoải mái không xù không nhão nha, hàng thêu. Rồi đen là size 2X nha, còn trắng là size L. Đen là 2X còn trắng là L. Trắng là chị Trần Loan. Đen là 2X nha. Đen cho bích ngọt nè. Trắng chị Tần Loan. Sao 7 kg đúng rồi. Con này vô còn màu luôn nè. Màu xanh đen với lại màu đen nha. Chờ em lên áo cổ bầu mà chị chờ xíu. Trời ơi, em có size L nha, ML mấy chị ơi, em có size nè. Màu đen với lại màu xanh đen nha, em có size ML. Size M là trên dưới 50 cân, size L là trên dưới 55 cân nha, 60 cân quay đầu. Size L là 60 cân quay đầu. Size L là 60 cân quay đầu nha, còn size M là 55 cân quay đầu. Đây, size M là 55 cân quay đầu, còn size L là 60 cân quay đầu nha. Size L em có màu màu xanh đen. Size M là có màu đen nha. Xanh đen cho chị Trần Loan. Rồi, size L cho chị còn màu đen. Ủa. Cái gì đó, đang nói cái gì quên mất tiêu rồi. Chỉnh chỉnh ngàn xanh đen vô hết rồi, vô chỉ còn màu đen thôi. Vô chỉ còn đen thôi gái ơi. Đen nha mấy chị, đen size M nha, khoảng cỡ 55 cân đổ về, 55 56 cân đổ về. Vô chỉ còn size M thôi, trên dưới 50 kg. Áo này vô chỉ còn M nha, M là trên dưới 50 kg. M trên dưới 50 kg nha, cỡ 55 kg quay đầu. 55 kg quay đầu nha. Rồi đen XL này cho do mã 2. XL đây mã 2 nè. Cái này nãy tưởng hết rồi, đang còn cái nè, 99 ngàn. XL nha, 65 cân quay đầu mấy chị ơi. XL nha, vải bao đẹp. Đen chị Trần Lan luôn rồi, vải bao đẹp nha, mã 2. Mã 2 99 ngàn nãy mấy chị chốt này, em tưởng hết đang còn cái nè. Chị Trần Nhung, à cho Nguyễn Nhung. XL vô hết rồi chị ơi. XL vô hết rồi. Rồi trắng gạch xanh.
Mã này, mẫu này có 3 màu. Hàng sợ hàng luxury á, 68 luxury. Ở ngoài bán áo này mấy trăm. Vải quá trời là mượt. Trắng, kem và xanh ngọc. Trắng, kem và xanh nha. Em hết mã đó rồi chị ơi. Rồi, đây, xanh là size L cho dâu nha. Ủa, xanh là size M. Xanh này là size M nha chị dâu, mã ngọc. Ngọc là size M, 55 cân quay đầu. Trắng với lại cam thì em có size, đây nè, đẹp quá. Trắng với lại cam nha, size L dùm dâu nha, 60 cân quay đầu mấy chị ơi. Body thì 60 cân. Trắng với cam size L nha, body thì 60 cân. Body cao, vừa body như là cao 1m6, là ít nhất là phải 1m65. Ít nhất là phải 1m65 á, thì mới mặc 60 kg mới mặc được nha. Rồi, đẹp lắm. Đẹp lắm nha, chứ do mã trắng, trắng cam với lại ngọc. Trắng với cam là em có size L, ngọc là em có size M. Trắng cam là M nha. Trắng cam là L, ngọc là M. Tám chín ngàn, áo này bán 89 ngàn. 89 ngàn nha mấy chị nha. 89 ngàn. Cô chị bao nhiêu ký? Bữa nay 65 ký mà không được đâu chị ơi. 65 ký không được đâu nha. Trắng cam 65 ký mã này không được rồi. 65 ký là không được rồi. Dâu ơi chị nghe. Dâu đây, dâu đây. Áo nam có nào đẹp á? Cái nào cũng đẹp cả. Trời ơi, ta đẹp ta phải bán áo đẹp chứ. Không lẽ nhìn ta dậy giờ đi bán áo xấu. Giờ là khui cổ cho mọi người nha. Màu xanh đẹp quá, ưng cái màu xanh dễ sợ. Em ưng cái màu này lắm. 89 nha. Rồi cả nhà mình, con này em có size XL nè. Con này cực đẹp nha, độc nữa. Nhanh tay nha, size XL. XL nha, có màu nu. Nu XL mấy chị ơi, body thì 65 kg. Body là 65 kg nha. Với lại xanh lạ, xanh này là xanh xanh lạ, không biết gọi gì mà chất nó rất là đẹp. 65 ngàn, ủa 99 ngàn. Xanh 63 kg mặc không vừa. À mới đi dạy về rồi chứ dâu. XL nha, đây là màu xanh lạ. Đây là màu nu. Đây là màu nâu tây nha. Body thì 65 kg. Body mà cao á, cao mét 6 mấy. Ít nhất là phải cỡ mét 65, mét 7. Thì mở 65 kg. Còn lại là nu cho chị chăm chút nè. Em còn xanh lạ nha mấy chị ơi. Em còn xanh lạ, xanh này đẹp lắm luôn á. Xanh này là xanh cổ vịt rêu rêu á. Nói chung là rất là lạ luôn á. Siêu đẹp luôn, màu này là màu khó kiếm. Nguyên một lô nó chỉ có đúng một cái màu này. Nguyên một lô nó chỉ có đúng một cái màu này luôn đó. Nguyên một lô áo về nó chỉ có đúng một cái màu này thôi. Chứ nó không có, không có màu này. Xanh em luôn. Rồi cho xanh nhàn, có một cái là nhàn lên. Áo cổ. Đây lên cổ. Con này có size không ta? Áo lên con cổ đây, màu lạ luôn. Có size luôn. Có size là nha. U là trời ơi, có size nhỏ và size to. 63 kg, 1m7. Nè chứ dâu, mã này là mã xanh lạ, size L. Xanh lạ size ML là size khoảng cỡ 55-56 cân đổ về. Size L là 55-56 cân đổ về. Còn con này là size 2, à con này là size XL. XL là size 60 cân đổ lên, 70 cân đổ về. Trời ơi sang ha. Cái dâu mã này là mã sang với cả nhà, 125, xanh sang nha. Sang quá trời luôn á. Nha, em có size size xanh XL cho bé Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Sang quá đáng luôn, hàng thêu mấy chị nha. Hàng thêu nha. Nó XL mà nó tùy form. XL nó tùy form nha mấy chị, có form nó khoảng cỡ 60-65 cân quay đầu mà có form là nó bự. Cho nhớ lắm, chị nhớ lắm. Đẹp quá. XL con này là nó tương đương với lại cỡ XL cộng á. Xanh vô không có hả? Xanh giờ vô còn size nhỏ. Xanh cho chị nhớ lắm nè. Vô còn xanh size nhỏ thôi à. Vô còn xanh nhỏ nha. Chị nào lấy xanh nhỏ chút, xanh nhỏ này khoảng cỡ 55 kg quay đầu. Xanh XL vô hết rồi. Vô chỉ còn khoảng 55 cân quay đầu nha. Vô chỉ còn một cái size khoảng cỡ 55 cân quay đầu. Chị nào lấy xanh cho vô mã xanh nha, 55 cân quay đầu. Rồi. Em lấy xanh không cổ, không cổ 89, nhưng mà cái đó là size nhỏ nha, cái đó là em mặc được luôn á. Rồi em định khui con này ghê luôn mà. Em có, em không có xanh nha, đồ của bảo an cỡ em là hết rồi. Con này có nên khui không ta?
không muốn khui. Trời ơi, không muốn khui mẹ chị ơi. Thôi mẫu này để đi, để cho anh rồi em, anh trai rồi em các thứ vô lựa ra cho. Chị được hai cái rồi. Em không có nhà ơi, em không có. Nè, hãng xịn xịn không á. Trời ơi, con này là 2XL rồi. Bữa nay áo size bự 2XL nha, có túi luôn á. Con này nãy có một cái size nhỏ chị nào dành nè. Đây là 2XL nha, do mã trắng 2XL. Hình như con này lúc nãy hình như ai dành con này vô quên mất tiêu rồi. Giờ còn sót đây một cái nè. Mạc sườn hết nha, hàng hãng 125 cho con này là mã trắng 125 2XL. Mọi người ơi, 70 cân đổ lên, 80 cân đổ về nha. Con này là 2XL là trên 70 kg. 2XL là trên 70 kg nha. Vải nó rủ cái kiểu gì mà không tưởng tượng nổi luôn á Thảo. Chặn em hết rồi. Vải nó rủ cái kiểu gì mà không tưởng tượng nổi cái độ xịn sò của nó. Trời ơi, bán 125.000 rẻ quá. Xanh ngọc, cổ tròn xanh ngọc. Đẹp chỗ ơi, cổ tròn này mấy chị ơi. Cổ tròn 2X nha. 75 cân đổ về, 2X này nó chỉ 75 cân đổ về thôi. 2X này là 65 cân đổ lên, 75 cân đổ về cho dâu mã ngọc nha, xanh ngọc. Xanh ngọc nha, nó là size 2XL mà nó lại là form form khoảng cỡ 65. 65 tới 75 cân thôi. Ai mà lùng thì 60 kg được. Có cái trắng mô có cổ 6768 kg không kỵ? Có nhiều lắm chú khui. Chú chưa khui nha. Thảo hả? Ý là Thảo lấy con này hả Thảo? Xanh nha, chị nào lấy xanh chốt mã xanh giúp em. 99 ngàn, bàn cho mọi người con này 99 ngàn thôi, vải rất là lạ. Vải nó không có giống như vải áo thun hồi đợt đâu. Thun hồi đợt thì nó khác, còn vải này này nó giống như là cái kiểu là cái sợ nó có vân vân như kiểu là hàng cá sấu á. Xanh ngọc chị chăm chút một cái, thanh nhàn cái rồi vô hết. Vô còn màu khác thì phải, để coi thử phải trong đây màu khác không. Nè. Ui là trời ơi, em phui từng màu nha, không biết là tại vì cái chất nó khác á. Trời ơi, chất nó xịn xịn giống như là đi vô mấy cái hãng thể thao, cái vải nó trơn trơn mượt mượt á. 2XL nè, cái này nữ mặc ok luôn á. Rồi 2XL nha, gieo mã xanh đen. Ủa 65 cân đổ à, cỡ khoảng 70 cân đổ về. XL 70 cân đổ về nha, cho gieo mã xanh đen. XL 70 cân đổ về, lấy qua con này nha bè ơi, hạnh nhân nè. Rồi. Đó, trắng này là trắng này đẹp này Thảo. Con này 2X nha, 75 cân đổ lên. Xanh ngọc vô hết rồi, con này size 2XL nè. Ủa 3XL nè mẹ chị, con này size trên 8 trên dưới 80 kg. 75 cân đổ lên tới khoảng cỡ 85 cân quay đầu con này cho do mã trắng nha, 99 ngàn. 99 ngàn cho em nha. Xanh đen nha chị chanh chút nè. Mã trắng nha, trắng là size trên dưới 80 kg. Trắng cho ti ti. Trắng cho ti ti. Trên dưới 80 kg, 99 ngàn. Vải mát lắm đó em. Vải nó như kiểu mấy cái chất chất đồ gì mà nó trơn trơn mịn mịn mà mấy ông đi mua toàn mấy trăm á. Chất đẹp lắm. Đó, chất nó rũ. Rồi chứ do mạ này là mạ xanh lợt nha, size XL. Đẹp ha, 60 cân đổ lên 70 cân quay đầu chứ do mạ xanh nè. Chặn vô đang còn size nè, chặn con này size gì đây không biết. Rồi chặn 2X nha mấy chị, đẹp quá. Xanh lợt cho Nguyễn Nhung nè, chặn 2X nè. Ôi trời ơi, nó đẹp ghê chưa. Xanh lợt 99 ngàn cho Nguyễn Nhung. Chặn 2X nha, chị nào lại chặn cho dâu mã chặn. Chặn 99 ngàn luôn. Chặn sọc 99 ngàn. Chặn cho Huỳnh Huỳnh. Hết trắng rồi, vô qua xám, xám có size bự. 2X, 3X, xám có size bự nha. Rồi mã xám cho dâu.
vải đẹp lắm á, nó không có giống như cái thun mà mình mua hàng Thái đồ đâu nha. Nó mịn lắm, nó cái kiểu là nó mềm mềm, nó rũ rũ như bún á. Nó mịn lắm chứ nó không có phải, không biết nói sao. Xem nha. Em mua cho ai mà ba ít bự dữ vậy như Thảo? Em mua cho ai mà ba ít dữ vậy Thảo? Xem nha, chị nào lấy xem, em có ba ít, 2X và 3X, 2X là tương đương với size 3X nha mọi người nha. Xem 2X là nó đã 80 kg rồi. Size 3X của nó là tới khoảng cỡ 90 kg cả 100 kg nha. 3X của nó là tương đương, 2X này là tương đương với size 3X 80 kg rồi mấy chị nha. Đó, 85 cân rồi đó. Bạn chị ơi ok. Ổng em lấy size nào, size to hay size nhỏ, chỉnh chỉnh ngàn đẹp lắm nha. Size 2X này nó đã 8 mấy ký rồi. Còn size 3X nó cả 90 kg hơn. Lấy size nào gái? Nó có size. Xám nha, siêu đẹp. Xám đẹp mê ti ti, chỉnh chỉnh ngàn. Vải đẹp lắm, không không có giống như là vải vải Thái đâu. Vải khác, nhìn cái màu nó giống như nó khác cái chất vải. Bảo Hân nè. Rồi em còn xám nha, chị nào lấy xám chút xám. Vô còn xám, chị nào lấy xám thì cũng em mã xám đi vô. Trắng nè, trắng 3X nè. Đẹp nhức nách. Trên dưới 80 kg nha, 75 cân đổ lên, 85 cân đổ về, cao thì 90 cân. Mấy chị nha, đẹp không? Xịn sò luôn, vải lạ lùng luôn, đẹp hơn cả vải cá sấu mình đi ra ngoài chợ mình mua 200-300 ngàn. Đẹp hơn cả cái chất vải đó nữa. Cái vải nó cũng 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 như vải cá sấu nhưng mà nó mịn hơn. Nó đẹp, nó sừng sò hơn nha. Em mua Thảo nè. Lên cổ đi chị. Bốc được cọc nào lên cọc đó. Giờ nó để vậy không biết luôn. Cổ này, đây là cổ này. Size bự 3XL rồi. 125 ngàn, đáng đồng tiền ghê không? 3XL. Má ơi, cái vải nó đẹp thiệt luôn á, cho vô mã sọc nha, 3XL mã sọc. Vải đẹp kinh khủng luôn. Mã sọc nha, 125 sọc cho Thiên Lý nè. Sang quá trời là sang. Hết sọc mấy chị ơi, hết. Hết sọc. Rồi con ối đầm 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 thể thao. Bạn tặng con này cho mấy chị 99 ngàn nha, đầm đầm hãng nè. Chị để cho anh ba chưa chưa thấy cái nào size nhỏ cho nó. Chị dâu mã này là mã đầm nha. U là trời ơi, mấy anh chim ơi. Nãy ai giành nhau cả đầm đây nè, thấy mang giày thể thao vô đẹp không? Đầm này không ai bạn giá đỏ hết trơn á. Bạn 99 ngàn. Size thằng em dâu nãy giờ size 60 6 mấy ký mà nãy giờ con chưa kiếm ra, toàn size bự à. Bữa nay thì toàn size bự. Đã dã mang con ngang. Em hết đầm rồi cả nhà mình ơi, em hết đầm. Dâu hết đầm nè. Không thể nào tưởng tượng nổi sao mà cái chất nó đẹp như vậy được á, size L giùm em nha, size L mấy chị ơi. Không thể tưởng tượng nổi sao mà cái chất nó mịn. Size L nha, chị nào lấy L chốt mã L cho dâu nè, dưới 60 cân đẹp ghê luôn, 125. Hàng nội địa giùm em nha, hàng này ra ngoài mua 300-400 á. Hàng nội địa nha, ra ngoài là mua mấy trăm ngàn. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Đẹp quá. Đẹp ha. Đen nha chị Trần Loan. Vải siêu xịn. Lẫn cả cổ cả không cổ. Rồi cho dâu mã trắng nha, size XL. Trắng giùm em nha cả nhà. Cao chưa ở 1m8 thì 75 cân, còn nếu không 1m7 thì khoảng cỡ 70 cân. Còn bình thường 1m6 mấy, 1m7 đổ về thì khoảng 65 cân. Chị có thấy em không? Em comment nãy giờ chị dâu thấy trắng XL cho bít ngọt nè. Nhưng mà em không có dừa. Em chốt sau, cái hàng cúc nó làm cũng lạ luôn mà chị, hàng cúc của nó làm siêu đẹp luôn. Trắng XL dâu hết. XL vô hết, có một cái à.
Rồi dấu cỏ màu, màu đây là màu gì đây? Ê xanh đen nha. 2XL mấy chị ơi, 2XL nha. 2XL là phải 75 cân tới 85 cân. Nha, cao trên 1m75 thì là 90 cân. Cao trên 1m75 là 90 cân vừa. Còn nếu như mà cao dưới 1m75 thì khoảng cỡ 75 cân tới 85 cân mới mặc nha. Chứ còn mấy chị mà dưới 70 cân là mặc rộng đó nha. Size này là size 2XL cho dâu, nó cũng tương đương với size 3XL hàng Việt Nam đó. Nó tương đương với size 3XL hàng Việt Nam luôn á. $125.000 quá rẻ. Có một con hãng có nón nè. Có một con dô là đầm. Trời má ơi. Trời ơi, xin phép mấy chị nha, có con đầm hãng bán 150 đi, đẹp quá trời luôn á. Đầm hãng có nón luôn á, hàng này mấy chị ra ngoài nè, giá của nó phải cỡ mấy trăm tệ. 949 tệ là coi như 1.000 tệ rồi, 1.000 tệ tính ra là 3 triệu mấy tiền Việt rồi. Đẹp lắm luôn á, cái chất nó rất là đẹp mấy chị nha, bán 150 chị nào lấy đầm chốt mã đầm. Nè 949 tệ tính ra tiền Việt là đã đúng không? Gần 3 triệu, trên dưới 3 triệu tiền Việt rồi đúng không mọi người? Gần 3 triệu tiền Việt đúng không? Rất là xịn sò, có nón với dâu nha, màu đỏ đô với dâu mã đầm. Rồi không thì em để mặc con này luôn, xịn quá trời xịn. Hàng thêu giúp dâu nha. Đầm 60 cân quay đầu mấy chị ơi, đầm phom suông nha. Đầm thể thao phom suông 60 cân quay đầu cho dâu. Đầm thể thao phom suông 60 cân quay đầu nha, chị nào không lấy con này là đúng tiếc luôn á. Bán 150.000. Hàng cực xịn sò nha mấy chị nha. Hàng của nó này giá của nó là 949 tệ, 950 tệ rồi. 950 tệ rồi nha. Vải nó không giống một chút xíu nào, gọi là hàng thun Thái hoặc là những hàng thun Quảng Châu bình thường. Em bạn áo nam bạn hàng Quảng Châu nhiều rồi mà. Nhưng mà hàng Quảng Châu bình thường mình mua nó khác với hàng Quảng Châu hàng nội địa mấy chị nha. 2 năm rồi bây giờ nó mới sale về Việt Nam đó. Nè, cái vải nó không hiểu vải kiểu gì luôn á. 60 cân quay đầu cho dâu. 60 cân quay đầu nha, chị nào lấy đỏ cho dâu mã đỏ 150.000. 150.000 bao xịn. Trắng thêu này, thấy đã đời không? Chất đẹp quá, bán 125.000 đúng thiệt rẻ thiệt, size XL. Để em để chị vài áo nam nhẹ lựa nè, chị em không biết chị là lấy cái mẫu gì luôn á. XL nha, đây là mã trắng. Ủa anh bao nhiêu ký lựa like đi cô Hòe ơi, không là chạy qua nhà luôn nè. Qua nhà đi. Không là hết á, gần trắng XL. 125. Bữa nay size nhỏ ít lắm, size lớn không à. Rồi con này là mã 2. Dâu ơi nãy giờ lên áo thun nữ. Dạ em chưa, chờ em tí. Đang đi làm à. Size XL nha. Đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Nè hàng mạc sườn, em cho mấy chị coi cái mạc của nó đã đời không. Nè bảo là hàng nó bán cả triệu mấy mấy chị nha. Chứ dâu mã này là mã 2 nè, nó bán cả triệu mấy. Mọi người thấy chưa, nó bán cả triệu mấy. XL mã 2 cho Bảo An. Hết mã 2 rồi cả nhà mình ơi. Em hết mã 2. Hết mã 2. Phát bé gái 20kg 4 tuổi dâu còn. Chờ tỷ dâu lên cho. Rồi con này dâu cả màu đẹp ha. 125.000 sang kinh khủng sang. Size 2X nha mấy chị nha. 60 cân đổ lên 7. Ủa size XL 60 cân đổ lên 70 cân đổ về. Sang quá trời sang quá, thể quá đáng. XL nha, 60 cân đổ lên 70 cân đổ về cho dâu mã xanh đen. Anh mặc mã này được không chị Hòe? 60 cân nhưng mà 60 cân cũng có, nhưng mà đâu có biết anh ưng cái kiểu gì đâu mà để. Cho Ngọc Oanh. Hết rồi, vô hết xanh đen rồi mọi người. Nè. 125.000. Lấy cái đang cầm về em hết rồi. Kiểu đó được, vậy để coi có gì. Trời ơi, Thảo ơi là Thảo size 3XL nha, 3-4X á. Em nói quá trời người dặn dâu luôn á. Quá trời người dặn có size 3XL là để, 4X là để nha. Nhưng mà không có biết được, không có biết được là đâu có, đâu có lựa được đâu mà. Nên là chị nào mà dặn dâu là thua luôn á. Nu nha, nu 3XL. Đẹp ghê luôn á, nha, 80 cân đổ lên. Trên dưới 85 cân mới mặc vừa. Hàng này mà 125.000 thiệt rẻ hơn cả hàng Việt nữa.
nu vô hết nha. Rồi bán xong nhà lòi ra một đống rác. Bán xong nhà lòi một đống rác. Rồi cho vô mã tim nha. Có size size gì đây không biết luôn. Trời ơi đẹp quá à. Sao mà nó đẹp như vậy được ta? Chú Ba mặc này vừa không cha, để cho chú Ba cái này mặc nè. Chị thấy cái màu đẹp thì để mấy lần chị chọn đơn của Phương Nai chị dâu đi rồi. Chị thấy cái màu đẹp thì để mấy lần chị chọn, lão chồng em ưng mà em bận sợ không xem hết. Ừ ok nha. Trời ơi đẹp quá. Để cho thằng Ba cái này đi, cổ tim mặc cho nó thích cổ tim. Đẹp quá. Cho dâu mã này là mã đen nha cả nhà. Trời ơi 65 cân quay đầu cho dâu nha. XL 65 cân. Body thì 70 còn không phải 65 cân nữa. Chứ mà 65 cân mặc cho đẹp, 60-65 cân XL nha. Đẹp quá. Chị nào lấy dâu mã đen nha, hàng thêu 125 nha cả nhà mình, hàng hãng. Tim đen nha, size XL. Tim đen XL nha. Mới để cho thằng em trai cái đó. Chất mát rượi luôn á, chất mát rượi, mát cực kỳ, mát xịn cực kỳ xịn. Bao xù bao nhão luôn á. Nó rủ, nói chung là nó rất là đẹp. Chị nào lấy comment cho mã đen nha, tim đen 125. Tim đen 125. Đen cho chị Uyên nè. Vải đẹp quá thể quá đáng. Rồi xanh đen nha, XL. Đẹp quá, hàng thêu. Xanh đen XL, chị nào lấy cho mã xanh đen. Xanh đen giúp em nha. Có size L và size XL. Xanh đen có size L và XL mấy chị ơi. Size L là size khoảng cỡ dưới 60 cân nha, 55-56 cân á. XL là khoảng cỡ 65 cân, trên dưới 65 cân. Xanh đen cho Mỹ Hạnh. Bao bì nó xịn quá trời, xịn quá trời xịn. Xanh đen vô chỉ còn size L thôi nha, XL vô hết rồi. Cái chất vải nó không giống như hàng. Hả? Xanh đen XL em có rồi Mỹ Hạnh. Xanh đen Mỹ Linh ơi, em lại size gì vậy? Xanh đen vô chỉ có size, còn size L thôi nha. Xanh đen chỉ còn size L. Xanh đen chỉ còn size L nha. Rồi xám, má ơi nó sang. Xám 2X nha mấy chị ơi, xám 2X nha. 125 cho vô mã xám nha, xám 2X. Không nhanh tay là hết, mình chim ơi, không nhanh tay là hết nha. Đó, chặn 2XL luôn, sang ghê không? Đẹp quá, thể quá đáng. Xám 2X cho Liên. Xám vô hết rồi. Chặn 2X nha. Ủa em Hạnh Nhân, chị dâu thấy em chốt 1X 2X lộn xộn mà Hạnh Nhân. Chị dâu thấy em chốt 1X 2X lộn xộn vậy Hạnh Nhân ơi, em lấy 2X luôn á hả? Đúng không chị dâu thấy em chốt sai 1X 2X lộn xộn luôn á. Nha, đó comment lộn xộn không, chị dâu đọc sai 2X. Mà em chốt chặn như vậy là dâu nhiều khi dâu chốt lộn là về không có đổi được đâu nha bé ơi, cuối năm rồi. Nha, dâu rõ ràng dâu đọc 2X mà cả nhà mình, cho dâu mã chặn 2X nha. Chặn 2XL cho dâu cỡ 75 cân. Không, nha mẹ chị nha, 75 cân. Con này nó hơi dơ xíu. L khoảng cỡ 55-56 cân quay đầu. Ừ. Đây. Để cho thằng em trai cái đi chứ không là bán hết của nó. Không dặn rồi. Không ấy ta bán hết. Rồi con này là mã 2 cho dâu. Đẹp quá trời quá đáng. XL nha cho dâu, con này là mã 2 đi cả nhà. Mã 2 giúp em nha. Mã 2 nè, mã 2 XL. Mã 2 size XL nha, chị nào lấy cho dâu mã này là mã 2 về bẻ cổ ra. Cho Ngọc Oanh.
Rồi con này mã 3 size đại này. Con này size 4 nó 5X luôn á. Chất lạ lùng ghê luôn. Con này size 4X luôn á mấy chị ơi, size bự lắm. Nói chung là phải cỡ 85 cân đổ lên mới được á. Lùng thì 80 kg, nếu mà cao 1m7 đổ về, 1m7 đổ về là 80 kg, còn nếu như mà 1m7 đổ lên là 85-90 kg nha. 90 kg luôn á, 100 kg luôn á. Mọi người nha, dưới 1m7 thì là 70 cân. Dưới 1m7 thì là 75-80 cân nha. Dưới 1m7 là 75-80 cân, còn nếu như mà 1m7 thì là 80 cân gì em. Sai bự. Ok nè. Trời ơi chết rồi, bữa nay toàn áo phang phang thôi. Đẹp quá. Size L này nha, size L 125, size L áo hãng, còn cái cuối cùng. Size L nha. Mấy cái size L đẹp lắm mấy chị. Mà em toàn bán size L không, mà size nhỏ còn rớt. Sọc hết rồi, size L nha, size L vô có màu xanh lẹ này, xanh sang với lại màu vàng. Size L nha, size L là tầm khoảng cỡ body thì 60 kg, còn không khoảng cỡ 55 cân thôi, 55-56 cân thôi mấy chị nha. Vàng L. Vàng L. Đây là xanh nha. Xanh L, vàng L. Size L size 5 mấy ký. Xanh 5 mấy ký nha bà Liên nha. Rồi, dâu hết xanh L rồi gái ơi, dâu chỉ còn vàng thôi. Áo nữ cho dâu xíu xíu nha. Chị nào có áo nữ cho dâu xíu xíu, dâu lên áo nữ cho. Đây là xám. Mịt lắm á, con này size 3X nè. Mấy chị nha. Trên dưới 80 cân. 75 cân đổ lên, 85 cân đổ về. 75 cân đổ lên, 85-90 cân đổ về. Cho dâu mã này là mã xám nha, xám 3X, 75 cân đổ lên mới vừa nha mấy chị. Chứ còn 70 kg là hơi rộng xíu, 70 kg lùng á thì được, 70 kg mà cao mấy 6 mấy thì được. 70 kg cao mét 6 mấy thì mặc được, chứ còn 70 kg mà cao mét 7 mấy là hơi rộng xíu. Đây 75 cân trên dưới 80 cân mã này cho dâu nha, xám 99 nghe. Trơn nhưng mà vải cực đẹp nha. Trơn nhưng vải cực đẹp. Ủa em hình như chị dâu nhớ em chốt rồi mà bé. Dâu nhớ nãy mã này em chốt rồi mà. Giờ toàn áo cổ thôi. Khui cái nào ra là ưng cái đó nè. Má ơi, đẹp kinh khủng. Đây nha mẹ chị ơi, chặn 2XL nha, 65 cân đổ lên. Ủa chặn XL. Để cho cô ấy đi, để cho cô hòe cái này thử coi nè. Đừng chốt mã này nha mẹ chị. Ổng mặc màu trắng không trời. Hồng. Nó xịn tới cái mức mà mấy chị nhận hàng. Xịn tới cái mức mấy chị nhận hàng mà cầm con này trên tay 125 ngàn mấy chị không tin nổi. Cái chất nó rất là lạ. Size 2X nha. Cái chất nó rất là lạ. Em có size X, có size L. Size L là size cỡ nào, nếu mà body là 65 kg vừa. XL chứ lộn, XL nha. Hồng XL và hồng 2XL. Hồng lấy mã nào, lấy size nào comment size đó nha gái. Vải cực lạ. Vải siêu siêu lạ. 125 cho dâu mã hồng. Hồng kèm size nha. Hồng XL cho Mỹ Hạnh nè. Hồng XL cho Mỹ Hạnh nè. Dâu cả hình hồng 3XL thôi. Hồng này có size 75 cân đổ lên mấy chị nha, có size 75 cân đổ lên là size 3X á. 2X là khoảng cỡ trên dưới 70 kg, còn size 3X là khoảng cỡ trên dưới 80 kg nha. Như con này là 3X nè. 75 cân đổ lên, 85 cân đổ về là 3X nha. Đẹp không? Quá trời đẹp luôn á. Chị nào lấy hồng cho dâu mã hồng. Cực đẹp luôn. Hồng nha. Hồng XL vô không có rồi. Hồng XL không có rồi gái. Hồng bát cho bé Dung. Nè. Sang ghê không. Trời đất ơi. Như thế này thì dâu phải sống làm sao. Bán đồ nam là nhận đồ nam về là chia đều hết á. Bố nè, anh nè, em nè.
Con này là màu, trời đất ơi, em mặc thật luôn á, đẹp quá trời, con tay dài trơn mà đẹp quá, đẹp quá thể quá đáng. Size 3XL luôn á mấy chị ơi, con này nè size 3XL. Ủa size màu lạ lắm, không phải đen nha, nó cũng không phải đen, nó cũng không phải là xanh xanh đen luôn á, màu gì nó rất là lạ, nó hơi cổ vịt một xíu. Cái này vô còn hai cái, hai màu, màu đen nữa. Màu đen là size 3X nha, 3-4X á. Trơn đơn giản, tay dài cực sang. Mấy anh trai mặc áo sơ mi cổ, áo sơ mi trắng bẻ cổ ra siêu đẹp. Mặc áo sơ mi trắng bẻ cổ ra ngoài này nó siêu đẹp luôn. Em bán tặng 99.000 nha, nó cực đẹp mấy chị ơi, nó không có giống như chất áo thun của mình đâu. Khác lạ lắm, con này là size 4X luôn á. Nói chung là size cỡ 90 kg, 100 kg, 80 cân vẫn rộng á, 85 cân đổ lên nha. Con này là phải 85 cân đổ lên tới cả 100 kg á. 85 cân đổ lên nha, đó hàng hãng nội địa nó đánh size là 56 này. 56 là tương đương với 3-4X á. 3-4X luôn á mấy chị nha. Một cái size nhỏ, một cái size lớn, tay dài hai cái. Lấy luôn hai cái này hả? Cái này size nhỏ hơn xíu. Con này size tầm 2X quá. Ơi! Mở cửa đi. Vô hết rồi mấy chị ơi, hết sạch. Có tiền không Quỳnh? Rồi, siêu phẩm nè. Hết rồi ha. Sao Quỳnh? Có tiền không? Thiếu nợ đi. Thiếu nợ đi, đang like. Còn hai cái đó thì lấy về không hả? Còn hai cái đó nào lấy về không? Lấy về hả? Anh lấy luôn hả? À ok nha. Nè, sang ghê không? Trời ơi, chắc lại để nữa rồi quá. Đẹp quá à. Trời ơi, đẹp quá chịu không nổi mấy chị ơi. Cái này cho Dơn sao giờ? Có 3 cái nha. Bố có rồi, em rể cũng có rồi, anh ông anh. Đẹp quá. Em coi sao. Em bị loạn mấy chị ơi, nhìn đẹp quá bị loạn. Trời ơi. Cho anh một cái. Từ từ mọi người chờ em xíu xíu để em định hình coi. Đây là ông anh. Cái này đẹp quá, giờ sao giờ? Đẹp quá không muốn bán luôn á. Chẳng hết là để cho Ngân cái đi. Cho Ngân chốt đầu tiên này, để cho Ngân cái trắng nè. Đẹp quá, bán đi chị dâu. Dâu hết XL, dâu chỉ còn 2X thôi. Dâu chỉ còn size 75 80 kg, 75 cân tới 85 cân á mấy chị, 3X nha, 75 cân tới 85 cân. Dâu chị còn size 3X nha, chị nào lấy 3X chốt mã 3X nè. 75 cân tới 85 cân nha. 75 cân tới 85 cân giúp em. Mạc sườn 125.000, siêu rẻ luôn. 125 nha. 75 tới 85 cân nha, cho bé Dung. Rồi thêm một con hãng nè. Toàn hàng hãng mà vải lạ, vải độc. Vải rất là độc. Coi phải sai ông anh cho ông anh cái này nè. Trời ơi. Đẹp quá, em nói bán áo 125.000 mà chị thấy đáng đồng tiền ghê không? Đỏ đô nha, size XL nha. Đỏ đô size XL nha. Cổ tròn, chị lên cổ tròn đây cho dâu mã đỏ đô nha, XL 125. Má ơi, 70 cân quay đầu cho dâu. Cầm mà cái chất nó làm cho cái tay mình ưng ghê luôn. Nó làm cho mình cầm cái chất mình thích ghê luôn á. Mấy giờ rồi không quên giờ đi đón con. Em hết đỏ rồi. Đây. Trắng nha, cái này nam nữ mặc ok là size L nha, 99.000. Size L 99.000. Đó nào, 99.000 là bán lỗ, vải lạ luôn á, vải đẹp luôn. Hàng mạc sườn hết nha. Cái này nam nữ mặc ok la nè. 60 kg á mấy chị ơi, 65 kg á, 65 kg quay đầu nha, XL á. 65 kg cho dâu.
XL nha, 65 kỳ nha, do mã trắng. Em hết đỏ rồi, trắng 65 nha, chị nào lấy trắng. Trắng XL nha, 99 nghe. Hàng mạc sườn hẳn hoi, chị nào lấy trắng chốt mã trắng. Trắng cho Hà Tầm Thịt. Chị nào muốn coi size nhì thì chậm với dòng cái vô lên size nhì cho. Chị nào muốn coi size nhì, con này lúc nãy có cái màu xanh mà chị dành dịch nhau đây nè. Nãy có cái xanh ngọc, bây giờ là có xanh sang. Đó, chốt lẹ tay đi mấy chị ơi, 125 ngàn màu size XL. Nãy có cái màu xanh ngọc mà chị dành nhau á. Nãy có cái màu xanh nhạt, xanh ngọc mà chị dành nhau, con này là XL nha, 125. Hàng siêu xịn sò. Cực xịn sò luôn. Vải lạ lắm nha, vải cực lạ luôn. Quần dinh nữ bao nhiêu một cái? Dạ tùy mẫu nha Ngọc Trâm ơi. Quần dinh nữ tùy mẫu nha. Mẫu dây dâu đang mặc là 165 ngàn. Size gì đây, để dâu lên xem kể size nhỏ size to cho. Còn áo nữ. Rồi con này dâu còn có 1 cái. Con này dâu còn có 1 cái size cỡ 5 mấy cân à. Áo nam có cổ tròn HL không chị dâu? Có nha, chờ dâu lên lộn xộn nè. Lên đồ bộ đi dâu. À chị chờ em tí, em lên đồ bộ cho gì nhìn nha. Chị Huỳnh Đào chờ em xíu. Tối đi đồ bộ, chắc hẹn chị tối nha. Em like áo này xong rồi chắc là áo thun nữ, áo Quảng Châu nữ với lại đồ bộ để tối nha. Bây giờ em chỉ like áo nữ tối nha. Tại vì dâu tí nữa dâu đi đón con nữa. Cỡ 4 giờ 15 dâu đi đón con rồi nha. Hẹn mọi người áo thun nữ là tối dâu like với lại đồ bộ luôn. Đồ bộ với tình nữ là tối dâu like luôn nha. Bây giờ cho dâu like áo nam cho xong đi mấy chế. Vàng nha, vàng này size nhị nè, bạn tặng con này. Hàng xịn, hàng nội địa luôn, em bạn tặng con này 69 ngàn. Nha, còn có 1 cái size nhị, tại vì size nhị như là dâu xả lỗ luôn á. Size nhị dâu xả lỗ cho mày chỉ luôn, hàng nội địa xịn sò cho dâu luôn. Hàng nội địa xịn sò nha, size nhị, bạn tặng con này 69 ngàn. Size cỡ M thôi à. Nói chung là size cỡ 40 cân đổ lên, 50 cân đổ về á. Co dạng thì 53 cân. Co dạng thì 55 cân, 56 cân. Vàng cái chị Trần Loan này, vải đẹp lắm chị ơi. Vải đẹp lắm, hàng hãng á. Tối hẹn mấy giờ? thôi giờ không dám hẹn à, nhưng mà buổi sáng vô nhiều việc, buổi tối vô vẫn đỡ. Tối vẫn hẹn mọi người 7:30 được. Có như ban ngày đâu, hẹn 10:30 mà tới 2 giờ chiều mới thấy lên. Quỷ à, Hà Bá dễ sợ nè. Áo hãng á, cái dâu mạ hồng theo nha, hồng sao nhị luôn, bạn xả 69 ngàn luôn. Nói chung là size cỡ 40 cân đổ lên, 50-55 cân đổ về thôi à, 50-53 cân đổ về nha. Màu hồng, hàng thêu nha. Nè bốc vô đã. Nhớ 7:30 nha chị. Buổi tối mà hẹn 7:30 cái tới 11:30 mới like, giống như ban ngày thì chắc xỉu luôn á. Hồng nha, chị nào lấy hồng chốt hồng đẹp lắm. Hàng thêu nha, chị nào lấy hồng cho vô mã hồng. Em lấy hồng ok fan ngân. Áo nam hãng. Trong đây còn áo nữ nữa nè. Trong đây có áo nữ luôn á, không lẽ like luôn nè. Sọc xịn sò nè, sọc có size nha. Tối like chị ngủ mất tiêu. Dạ tụi em like sớm. Vải rất là lạ nha, bạn tặng con này 69 ngàn. Vải cực lạ, size L, L, XL. Con này có mấy cái lận, có 2-3 cái. Con này có 2-3 cái gì á. Rồi em bán xong sao rác đâu ra quá trời rác vậy. Ây da, trắng cổ tròn size lớn nè. Trắng cổ tròn size lớn đây, đang còn đây, chờ em chỉ tiêu thôi. Sọc. Sọc bán tặng mấy chị bao nhiêu ta? 59 ngàn chứ. Sọc có size nha. Chị nào lấy thì comment nha. 60 cân quay đầu. Vải đẹp lắm. Năm mấy cân á, 55 cân, 56 cân đổ về á, co giãn thì 60 cân. Lên khoác bè cho em luôn nha chị. Đây, co giãn body thì khoảng cỡ 60kg. Body thì 60kg nha. Cái này nữ mặc đẹp luôn, tại vì dâu mặc rồi, sọc không có XL. Sọc chỉ có size L thôi nha, size L. Cái này dâu mặc like rồi, áo nào nhưng mà nữ mặc đẹp luôn, dâu mặc like rồi, dâu đậm thùng với chân vậy. Đẹp luôn á. Vải nó lạ lắm mấy chị nha, hàng hãng. Rồi con lên cổ bầu nha Mỹ Hạnh. Rồi cái này có mấy cái lẻ lẻ dâu xả luôn, 69 ngàn này có 3 cái này thôi à. 69 ngàn, chị nào lấy sọc chốt sọc nha. Nữ mặc đẹp luôn này, mọi người thấy hàng của nó chưa? Hàng nội địa.
một năm nó chỉ sale về Việt Nam có một lần cái hàng này đó. Chị nào lấy thì comment cho dâu nha. Sọc này dâu không có size lớn, chỉ còn size nhỏ thôi. Sọc không có size lớn. Rồi, sọc hai cái thì chị Phương vỏ. Rồi nè, trắng cổ tròn size 3XL này mấy chị, trắng cổ tròn size 3XL nha, trên dưới 85 kg, 125.000, nó cực xinh. Hồi nãy chị nào vô chốt con này em tưởng hết, bây giờ còn lòi ra một cái nè. Nãy chị nào vô dứt con này vô tưởng hết á. 125 nha, cổ tròn 125 đây. Cổ bầu đang còn, vô còn khoảng cỡ mấy 3-4 cọc nữa để vô tranh thủ vô like cho lẹ. Hàng xịn xò cho dâu nha. Chị nào lấy thì comment cho dâu mã trắng. Trắng nha, vải siêu đẹp. Con này dâu để một cái màu đen vô mặt. Con này nè, y chang như vậy mà màu đen size nhỏ. Dâu để một cái vô mặt. Áo nam nhưng mà nữ mặc ok luôn á. Áo nam mà nữ mặc đẹp. Dâu mặc cái này y chang luôn mà màu đen. Chị nào lấy dâu mã trắng nha. Trắng. Trắng nè. Rồi hồng nha, áo nam á, nữ mặc đẹp luôn mấy chế. Áo nam mà nữ mặc đẹp luôn. Hồng size L nha. Hồng size L cỡ trên dưới 50 kg. Hồng size L nha, trên dưới 50 kg. Nó là ở trong lô áo nam, nhưng mà nam nữ gì mặc đều mặc ok hết. Ba vải xịn xò luôn. Vô mã hồng, hồng cũng còn có hai cái thôi. Hồng còn hai cái, chị nào lấy hồng chốt hồng. Cho mày chị coi trước nè. Con này mà size của ai thì người đó giúp nha. Chữ bán 125.000 lần nè, mọi người coi chất của nó đã không? Đẹp hơn đi nè, size XL. XL 70 cân, cân quay đầu nha. XL 70 cân quay đầu 125.000, nó rất là đẹp. Đẹp hơn cả cái chất mà mấy chị, nói chung là đi vô mua mấy cái hàng mà thể thao á, cái hàng mọi người đi vô hàng hãng á, mua mấy cái chất vải thể thao nè, 400-500.000 một cái mà không đẹp bằng cái này luôn, không đẹp bằng cái chất này. Thiệt, không đẹp bằng cái chất này đâu. Mấy chị nha, cho do mã xám, xám, xám XL. Xám XL nha. 70 cân quay đầu. Nãy giờ em có áo cổ nam trắng chưa? Chưa có. Chưa có với Huỳnh ơi. Xám nha, xám 70 cân quay đầu, size XL 70 cân quay đầu, chị nào lấy xám chốt xám. Xám. Xịn nha, mà chị nhìn cái bao bì đó. Xịn quá chứ xịn. Xám cho Phúc. Rồi đen nè. Đen này size 2X nha mấy chế. Ui là trời ơi, nó xịn ghê luôn á. Đen nha, chị nào lấy đen chốt mã đen, đen 2X nè, 125. Đen 2X nha, chị nào lấy đen chốt mã đen giúp em. Đen 2XL. Vải chi mà nó đẹp ghê luôn á. 70 cân đổ lên 80 cân đổ về. 70 cân đổ lên, 80 cân đổ về nha mấy chị nha. Ủa 3X, sorry cả nhà, 3X nha. Lùng thì 70 cân, còn khoảng 75 cân, 85 cân. Size 3XL nha, sorry mấy chị, 3XL. Xịn chưa? Áo này nó bán mấy trăm tệ. Để em coi con này bán mấy trăm tệ. Con này chắc nó rớt mạc đi đâu, đã bán mấy trăm tệ. Con này chất nó lạ. Chất nó lạ nha, hàng thêu nha. Rồi mã đen như dâu size 3XL. Đen 3X nha. Trắng này cũng 3X nha. Trắng này 2X nha, 75 cân đổ về. Chất nó không giống áo thun mà vô bán cho mọi người, áo thun nữ đâu, hoặc là áo thun nam đã từng bán, nó không giống đâu mấy chị nha. Rồi mã trắng nha, trắng này size 2X, nam nữ mặc ok le. 65 cân đổ lên, 75 cân đổ về cho dâu con này nha. Mã trắng 65 cân đổ lên, 75 cân đổ về cho mấy chị coi cái mạc của nó, mạc sườn á. Hàng mạc sườn là hàng nha. Hàng cao cấp người ta mới làm mạc sườn nha mấy chị nha. Chứ mọi người mua hàng bình thường, phân khúc bình thường thì nó chỉ có hàng mạc ngay cổ thôi. Cổ tròn vô còn ít lắm. Cái lô này đa số là áo có cổ mà cổ tròn còn rất là ít. Trắng nha, chị nào lấy trắng chốt trắng. Xanh đen này. Coi chất của nó này mấy chị. Chất dạng chất thể thao á. Rồi, XL. Đẹp quá. Đẹp quá đáng luôn á, XL nha, 65 XL nha, 125.000. 60 cân đổ lên, 70 cân đổ về. 75 60 cân đổ lên, 75 cân đổ về. Cổ tròn. Chất liệu của nó đẹp hơn cả cái chất liệu mọi người đi vô Nike Adidas mua cho coi.
vô đó là toàn 700-800 ngàn cả triệu á, rẻ cũng 300-400 rồi. Ủa vô 125 chất đẹp hơn. Chẳng qua là nó không có gắn cái chữ đáp hoặc là nai lên thôi. Anh tìm thương hiệu thôi. Có cúc nha, rồi cho do mã xanh đen nha. Xanh đen. Trời ơi, mã này mà bây giờ ế đó hả? Nãy thì giành giật nhau dạng này. Bây giờ ế đó hả? Ok, Như Thảo nè. Hiếm lắm đó, những cái con này nó rất là hiếm. Trời ơi, đẹp quá, tệ quá đáng. Không lẽ lại. Thôi bán đi, dặn lòng là bán đi, không chừa nữa. Đẹp không? Đẹp quá, dần sao đi cả nhà. XL nha, 125, trời ơi, nó đẹp ghê luôn á. Nè, mày chỉ có chất nè. Sang, kinh khủng sang luôn. Bạn 125 ngàn. Size XL cho dâu nha. Này chị nha. 65-70 kg. 65-70 là 70 kg nha. XL cho dâu mã trắng. Áo trắng cho Thanh nhà. Áo có cổ size 2X, ok, chờ xíu nha. Vô bốc được cọc nào, vô like cọc đó. Vô bốc cọc nào, vô like cọc đó. Nên là người đẹp chờ vô xíu xíu nha. Được có mấy cái vải xịn xịn như vậy à. Được có mấy cái mà vải nó xịn như vậy á. Đẹp quá đáng luôn. Đẹp quá giường sao ta. Để cho ông ăn cái đi. Nãy giờ ông để cho ông mấy cái rồi. Mà chưa để cổ tròn. Nè. Trời ơi. Chắc để luôn quá à. Con này giống như con đỏ đô lúc nãy nè mấy chị. 125 nha, vải kiểu gì em không biết đâu. Vải nó rất rất là lạ nha, đỏ đô đầu lai lai. Con này có màu xanh nha, màu xanh navy. Size XL nha. Size XL, mấy chị ơi, 65-70 cân nha. 65-70 cân với dâu size XL. Xanh nha, xanh. Đẹp hơn cái vải mà mình mua đồ đi tập. Đẹp hơn cái vải mà mình mua đồ đi tập nhiều. Cho dâu mã xanh nha mấy chị. Xanh XL. Bán xong là nhà một đống rác hàng cũ. Ôi, gần hết rồi đó. Em áo cổ em gần hết rồi đó. Xanh cho bích ngọt. Em gần hết rồi, mẹ chị nhanh tay nha. Toàn tay bự không mà đã ghê lắm. Sai là sai XL nhưng mà form là hơi bự người ta. 65-70 kg nha mẹ chị nha. Sai XL nhưng mà 65-70 kg á. 65-70 kg nha, cao trên 1m7 thì 75 kg. Cái do mẹ này là mã 2 nha, nó là màu xanh đen. Xanh đen, xanh sang luôn á, 65-70 cân nha. Cao 1m7 mấy thì nó là 75 kg. Cao mét xanh cho chị Đinh Huế nè, ok chị nè. Em chưa mua được cái nào cho bố, ừ. Đẹp quá, nó đẹp quá, xanh đen vô hết rồi. Rồi, mã này là mã 3 nha, con này chỉ vô mã 3 có size nè. Bộ em size mấy gái? Bộ em size mấy? Mã 3 nè. Ui là trời ơi. Đó, để cho cô kia. Rồi. Size dưới 60 kg nha, size L. Rồi, chồng em mặc cỡ này nè, Châu Ngân ơi. 60 kg á, mấy chị ơi, size 60, body là 65 kg nha. Body là 65 kg nè. Trời ơi, đẹp lắm luôn á, chị vô mã đen nha. XL mấy chị ơi, XL nha. XL có con 70 kg nhưng mà có con chỉ 65 kg. Như con này là XL 65 kg thôi. Em không có xanh đen mã 2 nha.
Rồi cho Ngọc Phúc nè. Đây cho Ngọc Phúc mất tiêu rồi. Hết rồi, hết mất tiêu rồi cả nhà. Hết đen rồi mọi người ơi, hết đen cho Ngọc Phúc rồi. Trắng. Trắng nha, mẹ chế trắng 2X nè, cho vô mã trắng nha, trắng 2XL. 75 cân đổ lên nha. Không chị ơi, vậy hả? Không gì, để con đợi cho Châu Ngân. Em để màu xanh đen à? Ok, vậy để con đợi cho Châu Ngân. Để chị vô coi cái nào xanh đen không, vô để cho em. Nha. Rồi trắng nha, trắng size 2XL nha mẹ chế. 75 cân đổ lên cho dâu. Trắng 2XL. XL đen vô hết rồi. Trắng nha cả nhà, trắng 2XL đẹp quá. Trắng 2XL nha. Rồi cho dâu mã này là mã thêu. Trời ơi, đầm á. Trời ơi là trời, em nói đầm á mẹ chị ơi, 125.000 đầm hãng luôn á. Đẹp quá, hàng thêu nha. Cái vải nó không giống như đầm Thái đâu, mấy chị yên tâm, cái vải nó đẹp gấp mấy lần đầm Thái. Đây là đầm hãng mà. Mấy cái vải mà mọi người mua áo cá sấu mà hàng xịn đó nha, hàng loại trăm mấy áo cá sấu không phải đâu. Hàng mà hàng xịn xịn mà mấy chị đi vô mọi người mua 300-400 ngàn những cái vải mà nó có. Cái vải cá sấu á, nó phải xịn như vậy á mấy chị nha, mấy trăm ngàn á. Chị vô mã đầm nha. Nãy có cái đầm mọi người dành nhau này, chị vô mã đầm trắng nha, 125. Đầm trắng cho em nha, đầm suông. Đầm suông trắng, hàng mạc sườn. Đầm nam ha, dạ đúng rồi chị, đầm nam chị ơi. Đầm nam ở trong lô áo nam nó có thì nó là đầm nam á. Hàng đầm á thì nó cao hơn là hàng áo, nên là trong một em bốc một lô áo nam như là 1.000 cái của áo nam đi thì nó có khoảng cỡ 5-6 cái đầm, rồi nó còn lẻ lẻ 5-6 cái nó bỏ vô cho mình, nó quẳng vô cho mình thôi. Chứ còn đầm là nó lọc, nó bán riêng, nó có giá hơn đồ nam mà chị nha. Đầm nó có giá hơn, với là đầm người ta mua nhiều á. 125 nha chị nào, để chị cho mã đầm nè. Siêu đẹp. Đầm trắng này mang giày thể thao đồ vô nhức mình nhức mẩy. Nhìn cái đầm là người ta biết, nhìn cái đầm là biết mua cũng đắt tiền chứ không ai nghĩ mua rẻ tiền luôn. Rồi áo nam, nguyên một dòng áo nam. Cho vô mã này là mã 3X nha, trắng 3XL, 4XL nè. Trời ơi, em nhìn riết mà giờ em loạn luôn mà chị, em nhìn riết mà giờ em loạn luôn á. Nói chung là nó phải cỡ 3-4X nha, cỡ 85 cân đổ lên đó mấy chị. 80 cân là vẫn sợ hơi rộng xíu nha mấy chị nha, 85 cân á, size 4X á. Đẹp quá trời luôn á. Nói chung là lùn thì 80 cân, cao thì 85 cân đổ lên nha, tới chín cả 90-100 kg luôn á. Cứ hàng nội địa nó mới có cỡ này. Hàng nội địa nó mới có size bự như vậy, chứ còn hàng Quảng Châu bình thường, em bán với mọi người hàng Quảng Châu bình thường, size 3X của nó cũng cỡ 80 kg đổ về, 85 kg đổ về thôi, hết cỡ. Không qua nổi 90 kg. Nhưng mà hàng nội địa, hàng hãng thì nó có tới cả 100 kg. Thiên lý này. Rồi con này cho dâu là mã 6. Mã 6 size 6... chừa thêm cho ông anh một cái đi ha. Đẹp quá, mã 6XL này mấy chị ơi. Dạ không biết luôn, em like gần hết rồi. Trời ơi, đây này bé Vi Huỳnh, chốt con này đi Vi Huỳnh ở XL nha. Mã 6 giùm em nha, XL đây, mã 6 này chốt đi. Chốt không là hết á. Vô định để cho anh dâu luôn á. Mã 6 cho Vi Huỳnh nè. Vô hết mã 6. Bây giờ mới thấy có một con size nhí. Bây giờ mới thấy có một con size nhí á. Cái này áo nữ mặc đẹp luôn á mấy chị ơi, áo nữ á, cái này áo nữ không phải áo nam. Đây là áo nữ. Áo nữ nha. 56 cân, 55 cân, 53 cân đổ về cho đẹp. Đây là áo nữ nha, mã 6 hết rồi. Đây là áo nữ không phải áo nam đâu mấy chị ơi, áo nữ á, áo nữ nha, áo cổ nữ nè. Má ơi xỉu luôn á, cho dâu chỉnh ngàn đi, cho dâu mã xanh đi ha. Áo nữ nha, 53 cân đổ về SM. 53 cân đổ về mặc đẹp cho dâu SM, chỉnh ngàn. Áo nữ nha, tưởng áo nam mà không phải, áo nữ là vì phong nó ngắn hơn. Với lại cái kiểu nó may là áo nữ. Chỉnh cho dâu mã xanh cho Mỹ Linh nè. Xanh cho Mỹ Linh nè. Có một con tay dài.
Nãy ai chưa chốt được tay dài giờ chốt nha. Tay dài size XL. Tay dài này là size XL nha. Rồi chỉnh ngàn với giao mã. Tay dài đi mọi người, cho giao mã tay dài nha, cổ tay dài. Tay dài nha, chị nào lại cho giao mã tay dài giùm em nè. Tay dài có cái rồi mã trắng nha, size XL. Sang xỉu. 50 là size XL nha mọi người, nữ. Nữ vô hết rồi, số 50 là size XL. XL này là trên 60 kg nha, 65 70 cân á. Chị Thu lấy con này nè, chị Thu. XL Thảo, bà Thảo nè, mã 6 hết rồi, qua mã này là mã 7 nha. Con này là mã 7 nha, 65 70 kg. Mã 7 cho dâu nha, 65 70 kg đây. Mã trắng cho Thảo nè. Thêu cá sấu xịn xò. Dâu chị con tay dài cho Thiên Lý. Hiếm lắm, hiếm tay dài lắm. Tay dài bạn có giá hơn người ta lọc hết. Trời ơi, cái cọc này là đẹp nhất nách. Em còn cọc này với cọc tay dài nữa là hết. Cặp này với cặp tay dài nữa là hết sạch. Rồi. Con này size L, vải đẹp ghê. Size L nha. Có 55 cân đổ về, trên dưới 50 kg. Áo trai, áo nam nha, trên dưới 50 kg giùm em. Trên dưới 50 kg giúp dâu nha mọi người. Cái hàng nó xịn ghê luôn, nó đánh số làm gì không biết luôn á. Tệ là 259 tệ. 259 tệ cũng 7-800 ngàn tiền Việt rồi. Chị Trần Loan. Con này hình như hồi nãy vô có chừa lại rồi không ta? Nói về cái độ xịn của nó thì dâu nó thiệt luôn á. Size 2X nha mọi người ơi, 65 cân tới 75 cân. Size 2XL nha, 65 75 cân giùm em nha. Lùng thì 65 cân, còn không là phải 70 tới 75 cân. Có XL lấy thêm một cái nha. Ok, size này size 2XL. 2XL nha. Lùng bụt bự thì 65 cân, còn không là mọi người phải 70 cân đổ lên mới mặc được, 70 75 cân. 2XL cho chị nhớ lắm rồi, em còn cái con 3X nè. Con 3X này chắc để cho ông ăn quá. Để cho ông ăn luôn đi. Chị nhớ lắm. Đẹp ha. Đây. Còn một ca màu trắng. Em trước em sau á, em sau nha, chị nhớ lắm, chốt 2X trước ra. Ha, thế cái nào muốn để chưa? Thật sự luôn. Để cho ông ăn một cái. Để cho ổng cái nữa. Cho em bán đồ là em phân phát cho ấy không à. Con này siêu đẹp nha. Màu hồng. Ui là trời ơi, sao mà chất nó đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Bà đồ gỗ bảo an đâu rồi. XL mấy chị, XL nha. XL nha, do mã hồng. Hồng XL 125. Siêu đẹp. Con này có màu trắng nữa, trắng là 2X nè. Trắng là 2X nha, do mã trắng. Ui rồi ôi là rồi, trắng là 2X nha. Hồng là 1X. Hồng cho Thảo. Hồng cho Thảo nè. Trắng nha, trắng 2X nha mày chế, đẹp chưa? Hồng XL vô hết rồi, đây là trắng nha, trắng 2XL. Chị nào để trắng chốt mã trắng nha. Trắng cho Phan Ngân. Trên dưới 70 kg. 2XL là trên dưới 70 kg. Em sau á, để em hồng đi chị dâu của khách rồi. Khách chốt ai, mày dâu ai chốt trước là dâu để người đó mẹ chị ơi. Cô Thảo chốt trước mà. Này siêu sang. 2XL, trời ơi. Sang chưa, cho dâu mã sọc nha. Sang ghê không, cho dâu mã sọc nha. 2XL. Sọc 2XL giùm em đi.
sập 2XL rồi xám XL nè, sang xỉu luôn á, xám XL. Mẹ Ngọc Phúc đâu rồi, này mua cho bố được nè, Ngọc Phúc nè. Mua cho bố này được nè, xám XL nha, chăn sập 2XL. Đẹp lắm, cái chất của nó sờ mà nó cứ tuột tuột, nó trơn á. Cái chất nó đẹp cực luôn. Xám cho Mỹ Hạnh. Vô hết xám. Sập cho chị Thu. Tối em lên áo thun nữ cho áo thun nữ Quảng Châu luôn, rất là xịn. Áo thun nữ Quảng Châu xịn dữ nữa. Cũng bán mấy chục đó, áo thun nữ Quảng Châu bán 70-80 à. Áo thun nữ bạn Quảng Châu bán 79 ngàn, số thần tài luôn nha. Tôi bán áo thun nữ đồng giá, áo thun nữ Quảng Châu xịn xịn ở ngoài bán toàn 100 mấy 200 không á nha. Tôi bán thun nữ Quảng Châu bán có 79 ngàn đồng giá cho mấy chị. Đã không, nghe thấy là đã rồi. Thun nữ có sai không chị? Thun nữ không sai, form suông rồi. Mã 2 nha mấy chị ơi, đẹp quá, đẹp quá. Giờ em phải sao giờ? 2XL nha cả nhà mình, 65-75 cân nè. Mã 2 cho dâu nha, con này mã 2 nè, con đúng cái nè. Mã 2 nha, 65 cân tới 75 cân, mã 2 cho dâu. Rồi con này là mã 3. Ui là trời ơi, mã 3 giúp em. Mã 3 là mã 2 cho Hằng Vũ, mã 3 là 70-75 cân nha. Con này mã 3 nè. Mã 3 nha, mã 2 vô hết rồi, vô còn mã 3 thôi. Vô còn mã 3 nha chị ơi. Trên dưới 70 kg, mã 3 giúp em. Mã 2 cho Hằng Vũ. Mã 3 cho Bé Dung. 70 mấy kg cho bộ. Trên 70 kg, 80 kg. Áo này mà bạn có 125 ngàn. Siêu rẻ. Nhận hàng coi em bạn áo này nó rẻ cỡ nào nha mấy chị nha. Ủa mã 3 để cho An Nhiên nha. Mã này em mặc rộng là không được đâu Bé Dung ơi. Mã này là mặc không có thoải mái đâu. 70, 80 cân mặc không có thoải mái đâu, đúng không? Ba ít mà 75-80 kg, 85 kg. Hết rồi An Nhiên ơi, của Bé Dung rồi. Hết rồi. Qua nhắn tin không được. Dâu bệnh nó, dâu bệnh nó, khách nhắn tin vô không có trả lời kịp luôn, dâu bệnh quá. Alo ạ. Ai vậy? Có tiền không chị? Có, bây giờ đang ở nhà này, chữa giúp em cái. Em hết áo thun nam rồi đó, em chỉ còn cọc tay dài này. Đẹp quá, áo xịn, kinh khủng xịn luôn. Quá trời là, chỗ ở đây chưa có quần này, không biết quần gì á. Ở đây có quần. Vải đẹp quá vậy. Có hai cái quần, không biết quần đó là quần gì. Trời ơi, vải đẹp quá vậy cả nhà mình ơi. Ôi là trời ơi, quần nam mà sao đẹp kinh khủng luôn nè. Trời ơi, quần đẹp lắm luôn á. Cả nhà mình ơi. Cái này size lớn rồi sao thằng em nó mặc vừa cho nó một cái ta. Ôi đẹp quá, tôi kể đi, cho nó một cái, nó mặc được rồi, mặc không mặc được rồi thôi. Đẹp ghê luôn á, quần đẹp lắm, quần chất nó lạ lùng lắm. Quần chất nó lạ lùng luôn, 125 ngàn cái vô mã quần nha. Trên 60 kg. Quần nam 63 kg này, ok nè. Quần đẹp lắm, quần thể thao đẹp hơn form quần nữ nữa. Đẹp hơn đồ nữ mình, đồ quần đồ nữ mình form quần thể thao không đẹp bằng đồ của nam. Tại vì nó là đồ hãng á. Không còn mấy màu chị nói hả, em hết rồi. Quần cho tha thành thực. Hình như còn á, chị chờ em xíu, đang còn. Cho chồng em một cái hết mất tiêu rồi, có hai cái à. Đẹp quá, nặng ghê luôn. Mấy màu chị nói là màu gì em không nhớ luôn á chị yêu. Có cái đầm này đẹp nè chị Thu luôn. Đầm hãng luôn á, đầm xịn lắm. Hàng này nó bán khoảng cỡ 2 triệu mấy tiền Việt Nam à. 949 tệ màu đỏ đô là màu chị thích luôn á. 949 tệ màu đỏ đô chị thích.
không đụng hàng mà cái chất nó lạ lắm. Em chưa bán qua cái chất này bao giờ, hồi 2 năm trước bán nhưng mà nó không phải là chất này luôn. Mỗi năm nó ra một cái chất vải khác và nó sale về Việt Nam. Mà 2 năm rồi nó mới sale về. Đỏ đô cả nón nha. Hàng siêu đẹp. Hàng siêu đẹp, em bán con này 150 ngàn đúng một cái duy nhất. Tôi để em mặc mẻ đi, màu đỏ đô em cũng khoái màu đỏ đô. Rồi em lên cái cặp tay dài màu nó siêu sang. Đen, số nó lạ lắm, số nó hàng nó xịn lắm. Đen, nâu và trắng. Đen, nâu và trắng nha. Em thích nè. Áo hãng tay dài mấy chị nha. Trời ơi, mấy chị ơi, áo hãng tay dài giúp em. Hàng này mọi người đi ra ngoài mua 5-700 ngàn. Chất đẹp lắm luôn á, đẹp hơn cả cái thun nãy giờ luôn á. Rồi cho do mã tay dài kèm size nha. Do có size này là size 2X nè. Do có không có size nhỏ rồi. Nói chung là tay dài mặc rộng rộng được, trên 60kg đổ được, ok mặc rồi. 60-65 cân ok. Size xàm với chị Trần Loan size lớn đẹp quá trời luôn. Bán 125 ngàn cho rẻ luôn á. Kinh khủng. Xịn quá trời là xịn luôn mấy chị. Mua hàng này xong là mọi người, mua hàng này xong là mấy chị xăng em canh để hỏi dâu chừng nào có hàng này về á. Chứ còn xàm với chị Trần Loan này có màu đen nữa nha, có màu đen màu trắng nữa cả nhà mình ơi. Màu đen màu trắng chị Uyên nè, chị Hồ Tuyền nè. Rồi em có màu trắng nha, trắng có một cái à. Trắng nặng lắm, cực nặng rồi à... mà không hiểu sao nó sang ghê luôn á, không hiểu sao nó sang kinh khủng luôn. Đây là xanh đen XL, xanh đen XL này. Rồi đen nữa. Đen XL nha, đen là có XL. Đen là XL nha. Em còn trắng đen. XL nha, XL cho Thảo thành thật nè. XL XL. Em hết mất tiêu rồi. Màu đó là màu nu á. Em hết rồi chị Hồ Tuyền ơi. Chị lấy màu xanh đen để cho chị Trần Loan nè. Rồi con kia để cho bé. Ồ đây đang còn cái. Ồ con này màu đen rồi để em... Ồ em mới để con này màu gì để em coi lại. Hồ Tuyền có nha. Chị Trần Loan nè. Màu nu cho bé. Đúng. Trời ơi bán lô áo nam. Bán lô áo nam nhức nách ghê. Trắng hả? Ủa em không nhớ chị hỏi em màu gì luôn á chị Thu. Em có màu này được không? Màu đen 2X này chị. Màu đen này qua 3X rồi. Chắc em hết rồi đó. Em còn có mấy cái áo nam. Em còn rớt câu khoảng 5-6 cái à. Áo nam em rớt lại có 5-6 cái thôi. Rồi trắng size 2XL. Chẳng sai HL nha mày chị nha, trên dưới 70kg. Tay ngành nhẹ dạ, ok đây nè, em còn có 2-3 cái, chị coi chị ưng không thì chị chốt luôn nè. Em dơ chị coi còn ưng không, còn có 2-3 cái à. Áo cổ còn 2-3 cái rồi, hết sạch rồi. Rồi mã này là cho dâu là mã trắng nha. Trắng, size 2XL, đẹp không? Mọi người nha, trên dưới 70kg cho dâu. Trắng chị nhớ lắm, size 2XL nè. Em còn áo nam em gần hết rồi mày chị. Hết sạch. Trắng nè. Áo nam này rất có mấy cái. Rồi xanh đen nha, size L. Hàng thêu nha, xanh đen size L trắng vô hết rồi. Xanh đen size L nha cả nhà mình nha, 5 mấy cân, khoảng cỡ 5-6 cân. 55 56 cân trắng vô hết rồi. Ủa 60 cân quay đầu sorry. Xanh đen 60 cân quay đầu đẹp nha. Mua nhiều được miễn ship không chị? Mua nhiều là bao nhiêu cái? Của Thà thành thật khoảng cỡ 3-4 cái chứ mấy. Do bạn hàng hạn hay do bạn không lời đâu nha, nên là mọi người mua khoảng cỡ 7 cái đi chuyển khoản thì vô free ship cho.
Dâu rước con kia thì mấy giờ rồi? Ờ xíu nữa con 5 giờ. Nhưng mà mình canh là mình đi sớm thôi chứ còn con 5 giờ. 60 kg đổ về nha mấy chị nha, màu xanh đen với dâu mã xanh đen. Xanh đen nha, hàng thêu nè. Còn đúng cái cuối cùng chị nào lấy cho dâu mã xanh đen. Xanh đen hàng thêu nha, còn có một cái cuối à, chị nào lấy thì comment nha. Xanh đen hàng thêu còn một cái cuối cùng. Xanh đen nha, xanh đen hàng thêu size L, form 60 kg quay đầu. Size L 60 kg quay đầu. Em còn cái chặng này được không chị? Chị nhớ lắm. À chị bé bích ngọt dâu con này nè, 2x nè. Rộng, nói chung là con này ổ 3x á, 75 cân đổ lên mọi người ơi, con này là 75 cân đổ lên nha, trên 75 cân. 75 cân đổ lên cỡ khoảng 85 90 cân đổ, 85 cân đổ về. 75 cân đổ lên nha, 85 cân đổ về cho dâu, size 3XL nha. 3XL 75 cân đổ lên, 85 cân đổ về. Anh nào mà lùng á, lùng hoặc là thích mặt rộng á thì 70 kg được. Anh nào mà lùng hoặc là thích mặt rộng thì 70 kg được, còn lại là 75 kg đổ lên nha. Dâu còn có cái chẵn cổ, bữa nay nhiều chẵn ghê luôn. Rồi đen nè, đen size lớn nè. Còn cái cuối cùng hàng siêu xịn. Số nào mà gọi hoài vậy? Số này bà mới gọi. Cái số đuôi 038 đi chang nhau luôn. Ok. Rồi màu đen nha em. Đen hạn nha, cũng là size 3X luôn mấy chị ơi. Cũng là size 3X nha. Bát là khoảng cỡ 75 cân đổ lên, 85 cân á mấy chị nha, 75 cân đổ lên. 3X là trên 75 kg, hàng thêu nha, vải đẹp vải lạ. Hàng hãng nó bán áo này cũng 3-400 tệ một cái. Ủa? À không không, tụi nó cấn vô. 3-400 tệ một cái do mã đen nha. Trên 75 kg. 75 kg đổ lên. Rồi với lại xám thôi cũng ai vậy? À để đây em gửi tiền sau, em gửi tiền sau hả? Cái đó ai gửi cho em hả? À rồi xám này cũng 3X luôn này mấy chị, xám này cũng 3X luôn. Rồi ok chị, chờ em xíu đi. Chị tên gì không để em chuyển khoản? À không, bữa nay có tiền mặt rồi khỏi. Thôi em ngưng nha mọi người ơi, tối like sau với em, bây giờ em hết rồi đó. Hết sạch luôn rồi. Áo nam xám 3XL, ok Ngọc Phúc nè. 99.000. Hết rồi đó, trời ơi nguyên lô áo nam em bán tan nát rồi, còn có khoảng cỡ 5-6 cái nha. Rớt lại. Ê có cái này đẹp nè bà con, còn cái cuối cùng đen tim nha. Đẹp lắm nè bé ấy. Chị nào lấy comment nha, đen cổ tim 3XL. Vải lạ lắm, vải xịn giống như là mình mua đồ thể thao á. Vải nó trơn trơn, nó xịn xịn á. Đen cổ tim nha, size 3XL mọi người, 75 cân đổ lên. 75 cân đổ lên nha, cho dâu mã đen tim. Đen tim nha, size 3XL, 75 cân đổ lên. Hết rồi đó, dâu còn dâu rớt 5 cái áo nam. Trời ơi, rớt 5 cái áo nam mấy chị ơi, nguyên lô rớt còn 5 cái nè. 5 cái hết mẹ, 500 mấy, 600 của tôi rồi. Rớt 5 cái áo nam nè, chim nào dứt cho theo bầy luôn nè. Nghỉ